Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 49. Ngay sau đó, kiếm thần mở miệng nói, thứ này chắc các người cũng không xa lạ gì nữa, ký khế ước với tôi, rồi làm nô bộc của tôi, thì hôm nay các người sẽ không phải chết. Mọi người ở hiện trường do dự, nhao nhao nhìn về phía thượng quan vô ngần, để xem thượng quan vô ngần sẽ lựa chọn thế nào. Lúc này, sắc mặt của thượng quan vô ngần rất khó coi, nhưng nghĩ tới gia tộc thượng quan, thì đành phải tránh đổ máu, chọn ký khế ước linh hồn. Những người khác thấy vậy, cũng bắt chước theo, rồi trở thành đầy tớ của kiếm thần. Gặp này, nhao nhao bắt chước, giai trở thành ngắm kiếm thần nô bộc. Ha ha, biết trước như vậy, thì cần gì phải ép tôi ra tay chứ? Kiếm thần để lộ ra một nụ cười, rồi nói, từ nay về sau, các người sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Đông Phương Diệu, chuyện khai chiến với giới luyện võ, ông ta sẽ tự có sắp xếp. Vâng, đám người thượng quan vô ngần lễ phép trả lời. Ký kết khế ước chủ tớ xong, thì mạng của bọn họ sẽ nằm trong tay kiếm thần. Chỉ cần kiếm thần muốn, là có thể để cho bọn chúng chết ngay tức, thế nên bọn họ mới vô cùng tôn kính kiếm thần. Ừm, tôi phải tu luyện rồi, Đông Phương Diệu, chuyện còn lại giao cho ông đấy. Kiếm thần dặn dò Đông Phương Diệu, sau đó nhìn về phía Nam Cung Dận và Hạ Hầu Ấn, hỏi, hai người bạn cũ của tôi, hôm nay hai người đã biết tin qua đời của Lục Quân Đình chưa? Biết rồi, Nam Cung Dận và Hạ Hầu Ấn thi nhau gật đầu. Bọn họ có nói cái gì không? Nam Cung Dận và Hạ Hầu Ấn đều lắc đầu. Xem ra bọn họ cũng giống như tôi, họ đang tiến đến cảnh giới Nguyên Anh, ha ha. Kiếm thần khẽ cười nói, nếu đã như vậy, tôi làm sao có thể bị rớt lại ở phía sau được. Nói xong, bóng người của kiếm thần thoát ẩn thoát hiện, rời khỏi hội trường. Người đâu, đưa Tây Lạc Diệp ra ngoài. Dù sao cũng là ông chủ của một gia tộc, chôn cất cho Chu Toàn đi. Sau khi kiếm thần rời đi, thì Đông Phương Diệu đứng thẳng lưng, liền nói. Vâng. Sau đó, liền có ngay hai tên người hầu của gia tộc Đông Phương đi đến, mang thi thể của Tây Lạc Diệp đi. Ngay sau đó, Đông Phương Diệu nhìn về phía thượng quan vô ngần, khẽ cười nói, ông chủ thượng quan, kết cục của hội nghị hôm nay, đã được định sẵn từ lâu rồi. Lúc trước hà cớ gì ông phải đưa ra lời kháng kỵ như thế? Hừ, đối mặt với Đông Phương Diệu, sắc mặt của thượng quan vô ngần vẫn khó coi như trước, rồi lạnh lùng nói, Đông Phương Diệu, cách liên lạc của nhà họ thượng quan tôi, ông cũng biết rồi, khi nào khai chiến, thì thông báo với tôi, giờ tôi phải về phục lệnh với lão tổ rồi. Ha ha, được đấy, nhưng ông chủ thượng quan, nếu lão tổ ông bác bỏ việc quy thuận ngoại vực, thì phải nói cho tôi biết. Đông Phương Diệu cười cợt nói, tôi sẽ mời kiếm thần đại nhân ra tay, giết ông ta, để ông có thể làm ông chủ đích thực của gia tộc thượng quan. Hừ, không cần, chuyện khi sư diệt tổ như thế, tôi không làm được. Chỉ về việc không tôn kính tổ sư và tổ tiên, ngạo mạn vô lễ với thầy, tự đại không giữ bổn phận, không làm theo thầy mà lại tự ý làm bừa. Thượng quan vô ngần thản nhiên nói, hơn nữa, lão tổ của gia tộc thượng quan tôi. Lúc nào cũng dốc sức tu luyện, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vừa nói xong, thượng quan vô ngần liền đưa người rời đi. Các ông chủ của gia tộc khác, cũng thi nhau tạm biệt với Đông Phương Diệu, dù sao thì phụ thuộc vào ngoại vực cũng là một chuyện lớn. Trước khi bọn họ đi, Đông Phương Diệu nói, lời nói mà tôi nói với thượng quan vô ngần, cũng có hiệu lực y chang với các người. Tiễn đám người thượng quan vô ngần rời đi. Thì hội trường cũng chỉ còn lại Đông Phương Diệu, Nam Cung Dận, và Hạ Hầu Ấn. Không ngờ thực lực của kiếm thần đại nhân, là kinh khủng như thế, đây chính là uy lực của cảnh giới kết đan đỉnh phong à. Lúc này, Hạ Hầu Ấn tự lẩm bẩm. Ha ha, điều đấy là đương nhiên rồi, kiếm thần đại nhân là cao thủ có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ ở ngoại vực đấy. Đông Phương Diệu ra oai, xem ra cũng có chút vui mừng, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Nam Cung Dận. Khẽ cười nói tiền bối Nam Cung Dận, lâu rồi không gặp. Đúng là quá lâu rồi, lần trước chúng ta gặp nhau, là 50 năm trước phải chứ? Nam Cung Dận cười nói, khi đó, ông còn chưa thực sự quản lý gia tộc Đông Phương, tất cả mọi thứ đều bị vợ ông quản lý, không ngờ bây giờ, ông đã trở thành chủ của một gia tộc thực sự rồi. Điều này đều nhờ có sự khen ngợi của kiếm thần đại nhân, nếu không thì tôi vẫn chỉ là một con rối của mụ đàn bà kia thôi. Đông Phương Diệu cười nói,
50 năm trước sao? Hạ Hầu Ấn khẽ nhíu mày, ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ, hơn 10 ngày trước, không phải chúng ta đã từng gặp nhau, ở núi Võ Đang rồi sao? Đúng rồi, tiền bối Nam Cung, tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc lúc đó núi Võ Đang đã xảy ra chuyện gì thế, mấy người chúng tôi đã bỏ chạy trước, làm sao mà ông rời đi được vậy? Không biết. Nam Cung Giận nghe thấy vậy, lắc đầu nói, ông hỏi nhầm người rồi, tôi là Nam Cung Giận, chứ không phải Nam Cung Giận mà ông nhắc đến. Là sao vậy? Hạ Hầu Ấn càng thêm nghi ngờ, sao tôi không hiểu gì hết thế? Ha ha! Đông Phương Diệu thấy vậy, bèn vừa cười vừa nói, ông chủ Hạ Hầu không phải là người ngoài, nói cho ông biết cũng không sao. Trên thế giới này, có hai tiền bối Nam Cung, tất cả đều nhờ có sự giúp đỡ từ vật chí bảo của gia tộc Nam Cung, đó là Âm Dương Song Ngư. Đông Phương Diệu nói tiếp, người khống chế vật này, có thể phân thân thành một người khác. Tiền bối Nam Cung Giận, đã từng là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Nam Cung, đương nhiên là có quyền sử dụng Âm Dương Song Ngư, ông ấy đã phân thân ra làm hai từ lâu rồi. Khoảng thời gian trước ở núi Võ Đang, Nam Cung Giận mà chúng ta nhìn thấy, chính là tiền bối phân thân ra mà thôi, cho nên mới chỉ có vài phần công lực của tiền bối. Vừa nói, Đông Phương Diệu liền nhìn về phía Nam Cung Giận, khẽ cười nói, tiền bối, tôi nói không sai chứ. Nam Cung Giận gật đầu, cũng không phủ nhận những điều Đông Phương Diệu nói, rõ ràng là đã bị đối phương đoán trúng rồi. Âm Dương Song Ngư, vậy mà lại có thứ đồ kỳ quái như vậy. Hạ Hầu Ấn như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ngạc nhiên nói, cái này há chẳng phải tương đương với thuật phân thân của người tu chân trình độ cao sao, nghe nói cảnh giới hóa thần mới có thể có thuật phân thân này. Ha ha, Âm Dương Song Ngư và phân thân rõ ràng là khác nhau. Nam Cung Giận khẽ cười nói, người tu chân cảnh giới hóa thần có thể thi triển thuật phân thân, phân ra một phân thân mới nhưng vẫn là ý thức của mình. Trừ phi đạt đến một đẳng cấp cực cao hoặc có thể tu luyện được một bí thuật đặc thù nào đó mới có thể xuất ra được hai linh hồn khác nhau. Nam Cung Giận giải thích nói, nhưng Âm Dương Song Ngư lại không phải như vậy, cảnh giới giả đan xét đến cùng cũng vẫn chưa vào được cảnh giới kết đan chân chính. Tôi dựa vào cảnh giới giả đan mới có thể sử dụng được Âm Dương Song Ngư, phân ra một cơ thể có một ý thức độc lập. Cái cơ thể kia có một phần ký ức của tôi, hơn nữa còn có thêm 30% thực lực của tôi, thay tôi nhập thế tu hành. Nam Cung Giận nói tiếp, mà chính tôi cũng có thể bế quan để tu luyện, chính là tương đương với việc tốc độ tu luyện của tôi có thể nhanh gấp đôi. Đến khi thời cơ chín muồi rồi, thì tôi lại triệu tập cái cơ thể khác đó của tôi, hợp lại thành một, rồi dung hòa ký ức và thực lực của cái cơ thể đó. Nam Cung Giận mỉm cười nói, đến lúc đó, thực lực của tôi đương nhiên là tăng lên rất nhiều rồi. Thì ra là vậy. Hạ Hầu Ấn gật đầu nói, chẳng trách tốc độ tu luyện của tiền bối Nam Cung lại nhanh như thế, chỉ là, tiền bối Nam Cung, nếu như cơ thể kia của ông có ý thức riêng của nó vậy sao nó lại có thể chịu dung hợp lại với ông chứ? Đương nhiên là nhờ vào Âm Dương Song Ngư rồi. Nam Cung Giận cười nói, Âm Dương Song Ngư ở trong tay của tôi, mà Âm Dương Song Ngư có thể khống chế được cái cơ thể đó. Chỉ cần tôi khởi động Âm Dương Song Ngư thì nó không thể không trở về gia tộc Nam Cung dung hòa với tôi, nếu không nó sẽ đau đớn đến mức không muốn sống. Nếu như không có năng lực khống chế cái cơ thể đó thì ai lại tình nguyện phân thân mình ra thành một người khác nữa chứ? Thì ra là vậy. Hạ Hầu Ấn nghe hiểu gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi, tiền bối Nam Cung, bây giờ, cái cơ thể kia của ông còn tồn tại không? Có chạy lên núi Võ Đang không? Núi Võ Đang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó, đã tan thành mây khói rồi. Nam Cung Giận thở dài một hơi rồi nói, giới luyện võ sau khi khởi động cải biến một ngày, tôi vẫn đang ở gia tộc Nam cũng bế quan tu luyện thì bỗng nhiên cảm nhận được cái cơ thể kia đã bị người ta giết chết rồi. Mặc dù tôi dùng Âm Dương Song Ngư để khống chế nó, nhưng trước khi dung hợp lại thì ký ức của tôi và nó không có cách gì chia sẻ với nhau được. Nam Cung Giận cười khổ nói, bởi vậy, tôi cũng không biết ở núi Võ Đang xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn núi Võ Đang có cao thủ cảnh giới giả đan. Tôi cực khổ bày mưu tính kế bao nhiêu năm, cũng chính là vì muốn dung hợp với cái cơ thể kia, từ đó bước lên một tầng cao mới. Nói đến đây, ánh mắt của Nam Cung Giận trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, nhưng ai mà ngờ, lại bị người ta phá hủy mất rồi,
khiến cho công sức bao năm của tôi thành công cốc, tôi nhất định sẽ phải báo thù. Tiền bối Nam Cung, 30% thực lực của ông cũng là giả đan nhị chuyển rồi, cảnh giới thực của ông chí ít cũng là ngũ chuyển nhì. Đông Phương Diệu cười nói, giới luyện võ bây giờ, cải biến mới vừa bắt đầu, nên mấy tên luyện võ kia đã đạt tới cảnh giới võ tôn cũng chưa nhiều, tấn cấp lên võ tôn trung kỳ lại càng ít, không cần phải sợ, ông báo thủ vẫn dễ như trở bàn tay mà thôi. 2. Ai mà ngờ, Nam Cung Dận lại thở dài một hơi, tiếc hận nói, đáng tiếc, cái cơ thể kia dù sao cũng là do tôi phân thân ra, nó tan thành mây khói thì thực lực của tôi cũng bị tổn hại, bây giờ chỉ là giả đan nhị chuyển mà thôi. Đối với võ tôn sơ kỳ thì không thành vấn đề nhưng nếu như gặp phải võ tôn trung kỳ thì có chút trứng chọi đá rồi. Giả đan nhị chuyển, thực lực của ông vậy mà đã bị tổn hao nhiều như vậy. Đông Phương Diệu kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nam Cung Dận gật đầu, nói tiếp tôi đang định bế quan tu luyện một thời gian, hồi phục lại thực lực, nếu không phải là Trường Phong Đại Nhân sai tôi đến thì tôi cũng không định xuất quan. Trường Phong Đại Nhân, chính là một trong bốn cao thủ ngoại vực. Chiếm cứ gia tộc Nam Cung. Thì ra là vậy, tiền bối Nam Cung, không gấp, ông cứ chữa khỏi vết thương trước, còn chuyện khai chiến với giới luyện võ, ông có thể sắp xếp người khác làm. Đông Phương Diệu khẽ cười nói, tôi cảm thấy cô cháu gái kia của ông, Nam Cung Ấu Vi rất tốt, có thể kêu nó ra mặt thay cho gia tộc Nam Cung, chinh chiến với giới luyện võ. Tôi cũng sẽ cử ra thiên tài kiệt xuất của gia tộc Đông Phương là Đông Phương Minh Nhật. Đông Phương Diệu mỉm cười nói, mặc dù Minh Nhật không phải là cháu ruột của tôi, nhưng ông nội nó đã không còn nữa, tôi và ông nội nó là anh em ruột với nhau, đương nhiên tôi phải coi trọng nó, không thể để thiên tư của nó bị mai một được. Chờ sau khi diệt trừ được giới luyện võ xong, tôi sẽ suy xét đến việc truyền lại vị trí ông chủ gia tộc Đông Phương cho nó. Đông Phương Diệu nói tiếp, tiền bối Nam Cung, đứa cháu Minh Nhật này, là thanh mai trúc mã với cháu gái Nam Cung Ấu Vi của ông. Đợi sau khi Minh Nhật làm ông chủ của gia tộc Đông Phương rồi thì hai nhà chúng ta liên hôn lại với nhau, ông thấy thế nào? Nam Cung Dận nghe đến đây, liền liếc nhìn Đông Phương Diệu, cố ý tránh đi vấn đề này, mà nói, hai đứa nó còn trẻ, đều chỉ mới là trúc cơ mà thôi, còn chưa vào cảnh giới giả đan, để tụi nó tham gia vào cuộc chiến với giới luyện võ, có phải là quá mạo hiểm rồi không? Chúng ta đương nhiên sẽ cử ra cao thủ cảnh giới giả đan đi bảo vệ. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Đông Phương Diệu nhếch miệng cười nói, tiền bối Nam Cung, ý của kiếm thần đại nhân chắc hẳn trong lòng ông cũng đã rõ. Anh ta muốn diệt trừ giới luyện võ, nhưng anh ta lại không biết trình độ của giới luyện võ như thế nào, nên mới để chúng ta ra mặt, làm thử nghiệm cho anh ta. Giới luyện võ tồn tại cũng nhiều năm rồi, khó đảm bảo có lão quái vật nào không, nghe nói lão già ở Lao Sơn của vùng đất giữa biển và núi. Đã là võ tôn trung kỳ rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa. Tóm lại, giới luyện võ cũng thâm tàng bí ẩn lắm, chúng ta cứ ngốc nghếch xông lên chịu chết vậy sao? Đông Phương Diệu nhỏ giọng nói, cá nhân tôi thấy thì để lớp trẻ trong nhà ra mặt phối hợp với các cao thủ cổ võ khác, đi quấy đục vũng nước giới luyện võ lên, là thích hợp nhất. Chúng ta cứ núp ở phía sau, nếu như giới luyện võ không chịu nổi một đòn thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu giới luyện võ khủng bố quá mức thì chúng ta có thể trực tiếp mời kiếm thần đại nhân ra tay. Đông Phương Diệu nói, dù sao kiếm thần đại nhân cũng chỉ là muốn tìm hiểu giới luyện võ, ai ra mặt cũng giống nhau cả. Ông nói có lý. Nam Cung Dận gật đầu, sau đó nói, mười mấy ngày trước, biểu hiện của Minh Nhật và Ấu Vi ở núi võ đang khiến tôi vô cùng không hài lòng, tụi nó vậy mà chưa chiến đấu đã bỏ đi, thật sự khiến cổ tộc quá mất mặt. Cũng nên để chúng nó biết được cái gọi là gió tanh mưa máu đi. Đông Phương Diệu nghe đến lời này, khẽ nhếch miệng lên cười, liếc nhìn Nam Cung Dận với một chút ý tứ sâu xa, dường như ông ta đã nhìn thấu điều gì đó, nhưng ông ta cũng không nói nhiều. Ông chủ Đông Phương, nếu như mà đã quyết định như vậy thì tôi trở về trước đây, sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong, thì sau đó tôi cũng sẽ bế quan tu luyện. Nam Cung Dận nói, cung tiễn tiền bối. Đông Phương Diệu và Hạ Hầu Ấn đồng thời mở miệng nói, tiếp đó tiễn đưa Nam Cung Dận rời khỏi phòng hội nghị. Kỳ lạ, tiền bối Nam Cung bình thường vô cùng cao ngạo, nghiêm túc thận trọng, cũng không nói nhiều, hôm nay sao lại giải thích nhiều như vậy, hơn nữa lại vô cùng hòa nhã, gần gũi. Sau khi tiễn Nam Cung Dận đi, Hạ Hầu Ấn nghi hoặc nói. Ha ha,
Đông Phương Diệu lại mỉm cười, nhỏ tiếng nói, đều không phải là một người, thái độ đương nhiên cũng phải khác rồi. Có ý gì? Hạ Hầu Ấn nhíu mày, khó hiểu hỏi. Nam Cung Giận này, cũng không phải là Nam Cung Giận. Đông Phương Diệu nhẹ nói, Nam Cung Giận chân chính, đã chết ở núi Võ Đang rồi. Cái gì? Hạ Hầu Ấn chấn động nói, chuyện này không thể nào, có thể phân thân được sao? Làm sao ông ta có thể mạo hiểm đến núi Võ Đang? Mạo hiểm. Khóe miệng Đông Phương Diệu cong lên nói, lúc ấy không có ai biết là mạo hiểm, bởi vì từ xưa đến nay, cổ tộc chúng ta đều có thể nắm được giới luyện võ. Tôi đoán Nam Cung Giận cảm thấy cổ tộc đã ổn định, cho nên mới đích thân tới đó. Đông Phương Diệu nói tiếp, kết quả không ngờ, núi Võ Đang lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thể của ông ta đã bị giết chết, hoàn toàn biến mất. Không thể nào. Hạ Hầu Ấn lắc đầu nói, Nam Cung Giận chân chính ít nhất là cảnh giới giả đan ngũ chuyển, núi Võ Đang ai có thể giết ông ta được chứ? Theo tin tức tôi nghe được, Tây Giao của nhà họ Tây cũng đến núi Võ Đang, nhưng cho dù là Tây Giao có ra tay thì Nam Cung Giận cũng có khả năng chạy thoát, không thể bị giết được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà thực lực của Nam Cung Giận đã bị hạn chế lại, nhưng tôi khẳng định là không đoán sai đâu. Đông Phương Diệu tự tin nói, đầu tiên, khiêu chiến với giới luyện võ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tôi nhắc đến chuyện để Đông Phương Minh Nhật tham chiến, là bởi vì tên của Đông Phương có liên quan đến tôi. Thằng bé đó tư chất thông minh, năng lực phi thường, ngay cả kiếm thần đại nhân cũng khá quan tâm đến nó, dường như cũng muốn nhận nó làm đồ đệ. Nếu nó là cháu ruột của tôi tất nhiên sẽ rất vui, nhưng nó lại không cùng huyết thống với tôi, cho nên tôi nhất định không tha cho nó. Đông Phương Diệu nói nhỏ, sở dĩ tôi đề xuất để nó tham chiến chính là muốn nhân cơ hội này để loại bỏ nó. Nhưng Nam Cung Ấu Vi, lại là chắt gái mà Nam Cung Giận sủng ái nhất, Nam Cung Giận từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều cô ta, gần như là muốn gì được nấy. Đông Phương Diệu tiếp tục nói, là một lão già đã sống hàng trăm năm, ông ta không thể không biết sự nguy hiểm khi khiêu chiến với giới luyện võ, nhưng ông ta lại đồng ý. Còn nữa, trước đây, ông ta nhắc đến những gì đã xảy ra trên núi Võ Đang, nói Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi không chiến mà rời đi, đúng là mất mặt. Khóe miệng Đông Phương Diệu nhếch mép nói, nhưng theo lời ông ta nói, người đi đến núi Võ Đang chính là cơ thể được phân ra, hơn nữa ký ức của hai bên không có liên quan gì với nhau. Như vậy, một người đang bế quan như ông ta làm sao biết chuyện xảy ra ở núi Võ Đang? Tổng hợp tất cả những điều đó, chỉ có một khả năng. Đó là, ông ta không phải là Nam Cung Giận chân chính. Đông Phương Diệu đưa ra kết luận. Có lý, không đúng. Hạ Hầu Ấn càng thêm nghi hoặc nói, ông chủ Đông Phương, hai điểm ông nêu ra cũng không hợp lý lắm nha. Nếu ông ta không phải là Nam Cung Giận chân chính, mà Nam Cung Giận chân chính đã chết ở núi Võ Đang rồi, vậy ông ta đồng ý để Nam Cung Ấu Vi, người mà ông ta cưng chiều nhất tham chiến giới luyện võ. Điều này cũng có lý, dù sao thì ký ức cũng không liên lạc được với nhau mà. Hạ Hầu Ấn nói tiếp, nhưng nếu đúng như vậy, làm sao ông ta biết Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi ở núi Võ Đang không chiến mà đi? Điều này tôi cũng không thể nói rõ. Đông Phương Diệu lắc đầu, sau đó khẳng định nói, nhưng tôi có thể chắc chắn ông ta không phải là Nam Cung Giận. Đúng như lời ông nói, Nam Cung Giận tiền bối bình thường ít khi nói cười, cách xa người khác ngàn dặm. Sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều bí mật liên quan đến M. Dương Song Ngư như hôm nay. Đông Phương Diệu cười lạnh nói, nhưng ông ta lại làm như vậy, chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Tôi đoán ông ta giải thích về M. Dương Song Ngư nhiều như vậy, mục đích chính là lan truyền tin tức sai lầm về M. Dương Song Ngư cho chúng ta. Ví dụ, M. Dương Song Ngư có thể phân chia cơ thể, nhưng đôi khi ký ức lại có thể trao đổi được với nhau. Đông Phương Diệu tiếp tục nói, hoặc là ông ta muốn giải thích lý do vì sao ông ta chỉ còn lại sức mạnh của giả đan nhị chuyển. Nói tóm lại, ông ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hôm nay đột nhiên khác thường như vậy, khác nào tự bán đứng chính mình chứ. Nói có lý. Hạ Hầu Ấn cũng cảm thấy suy đoán của Đông Phương Diệu chính xác, sau đó hỏi, ông chủ Đông Phương, chúng ta phải làm như thế nào, báo cho kiếm thần đại nhân sao? Không cần thiết. Đông Phương Diệu cười nói, ông ta có phải Nam Cung Giận chân chính hay không,
cũng đều không liên quan gì đến chúng ta hết, quan tâm nhiều như vậy làm gì, mặc kệ ông ta thôi. Hạ Hầu Ấn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói, Đông Phương, tôi cũng đi trước đây, trở về gia tộc Hạ Hầu, chờ mệnh lệnh của ông. Nói xong, Hạ Hầu Ấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nam Cung Giận, Âm Dương Song Ngư, ha ha, thứ này thú vị lắm. Nghĩ đến đây, Đông Phương Diệu gọi những người cổ lão cảnh giới giả đan của gia tộc Đông Phương, rời khỏi gia tộc Đông Phương, xuyên qua dãy núi trùng điệp. Chấm chấm chấm. Ngày thứ hai, liền có một tin truyền khắp thiên hạ. Tin tức đại khái chính là, Nam Cung Giận của gia tộc Nam Cung, bị người đánh chết ở một nơi hoang dã, nghi ngờ là sự khiêu khích đến giới luyện võ, ngay lập tức khơi dậy lòng căm thù của giới cổ võ. Đáng nhắc tới chính là, Nam Cung Giận bị giết, trên người không bị mất tài sản nào. Nhưng M. Dương Song Ngư, bảo vật của gia tộc Nam Cung ông ta mang theo bên cạnh lại không cánh mà bay. Chấm chấm chấm. Sau nửa tháng diễn ra hội nghị của thập đại cổ tộc, dưới sự sắp xếp của Đông Phương Diệu, người tu chân và người luyện võ bắt đầu có một số xích mích nhỏ, lúc này vẫn chưa có động tĩnh quá lớn. Nhưng hai tháng sau, chiến tranh giữa hai bên bùng nổ và ngày càng gay gắt, xảy ra trên diện rộng mà càng lúc lại càng kịch liệt. Giới luyện võ vốn đã suy nhược từ lâu, bây giờ dù sao cũng chỉ vừa mới biến đổi thời gian gần đây, tất nhiên không phải đối thủ của thập đại cổ tộc rồi, vì thế mà rất nhiều tông phái bị đánh thất bại, cực kỳ thê thảm. Chỉ là thập đại cổ tộc có hung tợn đến đâu, vẫn có một vài nơi mà bọn họ chưa bao giờ dám đặt chân đến. Đầu tiên là vùng núi Tế Trời, Thái Sơn, là thế lực hàng đầu người luyện võ, Đông Phương Diệu tự nhiên muốn dẫn người bắt lấy. Nhưng kia một ngày, dưới Thái Sơn đột nhiên xuất hiện một thân hình khổng lồ màu vàng kim, cho dù là giả đan lục chuyển vẫn không dám tới gần chút nào. Nơi thứ hai là Lao Sơn giữa núi và biển. Sau khi cao thủ của 10 đại cổ tộc xuất hiện ở Lao Sơn, lão giả nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy kia lại không thủ hạ lưu tình, một trường chụp tới, giết chết 10 tên tu chân cảnh giới giả đan. Về phần nơi thứ ba, chính là Phong Sơn. Thực lực của Ngô Thanh Ảnh không thể nghi ngờ, bà ấy chống gậy đứng dưới chân núi, vừa dùng gậy đập xuống đất thì một sức mạnh kinh khủng trào ra, đánh lùi tất cả kẻ thù đột nhập. Hơn nữa, bà ấy còn để lại một câu, linh hoạt kỳ ảo minh mông cuồn cuộn vang vọng ở núi Cửu Phong. Trong vòng nửa năm, tốt nhất 10 đại cổ tộc các ngươi nên thành thật một chút, nếu như không biết điều, thì đừng trách ông đây sáp nhập cổ tộc, lật ngược căn cơ của các người, ông đây nói được thì làm được, cho dù người phía sau các ngươi ở ngoại vực ra mặt cũng không thể ngăn cản. Những lời này lộ ra khí phách vô địch, coi thường vạn vật. Từ đó về sau, người cổ tộc cũng không dám đặt chân lên núi Cửu Phong nữa. Thậm chí, bởi vì những lời nói này của Ngô Thanh Ảnh, bước chân chinh chiến của bọn họ trong giới luyện võ cũng chậm lại rất nhiều. Cứ như vậy, trong nháy mắt, đã nửa năm trôi qua. Trong thời gian nửa năm, giữa giới luyện võ và 10 đại cổ tộc liên tục xảy ra xích mích. Mặc dù bên trong cổ tộc có không ít cao thủ giả đan, cũng có 3 tên cao thủ ngoại vực tọa chấn. Nhưng Kiếm Thần, Trường Phong, cùng với một cao thủ ngoại vực cuối cùng cũng không có ra mặt, không biết là đang kiêng kỵ cái gì, hay là xuất phát từ nguyên nhân nào khác. Mà trong giới luyện võ, cũng ra đời rất nhiều cao thủ, giống ông lão Lao Sơn, Thạch Hạo Hãn, Viên Thông Trụ Trì, cùng với Ngô Thanh Ảnh. Người mạnh nhất là Ngô Thanh Ảnh, một mình đứng ở dưới chân núi Cửu Phong có thể khiêu khích 10 đại cổ tộc. Thậm chí bà ta ngay cả cao thủ ngoại vực cũng không thèm để ở trong mắt, tuyên bố nếu đối phương không biết cách tự kiềm chế, bà ấy sẽ hủy diệt 10 đại cổ tộc. Cứ như vậy, hai bên chỉ xảy ra một số xích mích nhỏ, không có quá nhiều thương vong. Nhưng trước đây những giới võ thuật cổ đại đã tham gia vào việc tiêu diệt nhà họ Tô, cầm đầu là núi Thanh Thành đã dấn thân vào mặt trái của giới võ thuật cổ đại. Bọn họ biết Tô Thương, hậu nhân nhà họ Tô trở thành minh chủ võ lâm, còn khởi động cải biến giới luyện võ, làm 10 người một bước lên trời, đạt tới cảnh giới võ tôn, hơn nữa còn kết bạn với không ít cao thủ giới luyện võ. Chỉ cần Tô Thương nói một câu, thậm chí không cần đích thân động thủ, tông phái của bọn họ sẽ tự tan rã. Vì thế nên những tông phái đó lựa chọn phục tùng 10 đại cổ tộc, làm tay sai cho 10 đại cổ tộc. 10 đại cổ tộc không bởi vì Ngô Thanh Ảnh, lão già Lao Sơn, Thạch Hạo Hãn và các cao thủ luyện võ mà từ bỏ ý đồ đánh chiếm giới luyện võ cổ đại, chỉ là giảm tốc độ lại thôi.
Dưới sự lãnh đạo của Đông Phương Diệu, bọn họ cố gắng từng bước, khiêu chiến đám người Ngô Thanh Ảnh, dần dần làm xói mòn giới luyện võ cổ đại. Mà Thạch Hạo Hán của Thái Sơn, ông già Lao Sơn giữa núi và biển, viên thông trụ trì của núi Bồ Đề có thể chống đỡ sơn môn của từng người, cũng đang cố gắng lấy trứng chọi đá, cho nên cũng không muốn xen vào việc người khác. Ngô Thanh Ảnh hẳn là cũng không muốn cá chết lưới rách với 10 đại cổ tộc và cao thủ ngoại vực, vì vậy lựa chọn im lặng. Nói tóm lại, nửa năm gần đây, thiên hạ không ngừng phân tranh, lòng người hoảng sợ. Đáng nhắc tới chính là, Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi không nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối tham dự chinh chiến chống lại giới luyện võ cổ đại. Hai người lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối, vẫn luôn bế quan tu luyện không ra ngoài. Như thế đối với gia tộc cổ đại có thể coi như là yên ổn nhỏ. Nhưng yên ổn này đã bị phá vỡ cách đây nửa tháng. Nửa tháng trước, đột ngột thay đổi, trời đất trong phút chốc giăng đầy mây đen. Ngay sau đó, không trung bị xé rách một lỗ hổng, 10 bóng người bước ra khỏi khe nứt đến trái đất. Vào ngày hôm đó, Kiếm Thần, Trường Phong, cùng với một cao thủ ngoại vực khác lần lượt ra ngoài chào đón họ. Cũng là từ lúc đó, cân bằng bị đánh vỡ, giới luyện võ rơi vào bóng tối chưa từng thấy. Bởi vì, 10 người kia đều là cường giả ngoại vực. Hơn nữa sau khi đến trái đất đã thể hiện sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh, chấn động tứ phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, 10 người này chính là kiệt tác của Viêm Long Tiên Đế Thác Bạt, Tiên Đế Bạch Ngọc. Vốn dĩ bọn họ là cảnh giới hóa thần, sau khi đến trái đất thì bị áp chế, chỉ còn lại sức mạnh của Nguyên Anh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể coi thường, sức mạnh vẫn vô cùng khủng bố, huống chi họ còn là 10 người nữa. Sau khi 10 tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đến trái đất, bọn họ mạnh mẽ tiến vào 10 đại cổ tộc, lấy cổ tộc làm bàn đạp, phủ sóng thiên hạ. Nhìn thấy thứ tốt thì lấy, nhìn thấy người đẹp thì chiếm làm của riêng, có người phản kháng thì giết toàn bộ không tha. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, lòng người hoảng sợ. Hai ngày trước, có một cao thủ của cảnh giới Nguyên Anh đặt chân đến vùng đất giữa núi và biển, muốn chiếm lấy Lao Sơn, để Lao Sơn phục vụ ngoại vực. Ông già Lao Sơn vẫn không đồng ý nên đã đại chiến với hắn ta. Trong nửa năm qua, ông già Lao Sơn cũng có tiến bộ, đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, tương đương với kết đan đỉnh phong. Nhưng cao thủ đến là cảnh giới Nguyên Anh, ông già Lao Sơn dù phản kháng nhưng lại không có kết quả, còn bị đánh trọng thương, vì vậy mà mất đi Lao Sơn. Cùng ngày, vùng núi Tế Trời Thái Sơn, núi Bồ Đề nơi Phật môn Thanh Tịnh đều thất thủ. Đối mặt với cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh, cho dù là hai đại tông phái siêu nhiên này vẫn không có sức chiến đấu. Người luyện võ trong thiên hạ, trong lòng mỗi người đều run sợ, sợ bị cao thủ ngoại vực tàn sát. Hiện giờ, trong thiên hạ, chỉ có núi Cửu Phong là an toàn nhất, 10 tên cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh vẫn chưa đặt chân lên núi Cửu Phong. Cũng chính vì lý do này mà người luyện võ trong thiên hạ đều tiến lại gần núi Cửu Phong. Mong có được sự bảo vệ của núi Cửu Phong. Mà 10 tên cao thủ vực ngoại, cũng không ngăn cản, chỉ là để lại lời nói, hai ngày sau sẽ đích thân đến núi Cửu Phong gặp Ngô Thanh Ảnh, huyền thoại đệ nhất của giới luyện võ cổ đại. Hơn nữa, còn nói ân oán giữa bọn họ và giới luyện võ sẽ được giải quyết hoàn toàn ở núi Cửu Phong trong 2 ngày nữa, bảo Ngô Thanh Ảnh nên suy xét sớm, hy vọng Ngô Thanh Ảnh suy xét rõ ràng, đừng không biết điều. Về phần ông già Lao Sơn đã bị đánh bại trước đó, đám người Thạch Hạo Hán, Viên Thông trụ trì, 10 tên cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh cũng không giết họ, mà là giam cầm toàn bộ. Bởi vì trước khi đến, Viêm Long Tiên Đế đã nói muốn giữ lại hệ thống cổ võ của trái đất, ông ta vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với hệ thống cổ võ, định nghiên cứu một chút. Mà vùng núi Tế Trời, vùng đất giữa núi và biển, núi Bồ Đề, những thế lực này đứng đầu trong giới luyện võ, nội tình thâm hậu. 10 tên cao thủ ngoại vực tự nhiên sẽ không tùy tiện dọn dẹp sạch sẽ. 2 ngày sau, 10 tên cao thủ ngoại vực định ra ước định 2 ngày sau sẽ tạo áp lực đối với Ngô Thanh Ảnh. Ngô Thanh Ảnh đương nhiên là xương sống của toàn bộ giới luyện võ, chỉ cần bắt lấy Ngô Thanh Ảnh, tương đương với việc đánh gãy xương sống của giới luyện võ, đến lúc đó có thể khống chế thế lực này. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên mục đích đến trái đất của mình. Dọn sạch chướng ngại của giới võ thuật này là có thể tập trung đối phó với Tô Thương, hậu nhân của nhà họ Tô. Không nghĩ tới đường đường là huyền thiên tiên đế,
vậy mà lại chuyển thế trọng sinh ở trái đất, ha ha, quả thật là buồn cười. Lúc này, gia tộc Đông Phương, một lão già đầu bạc dáng người thấp bé, lộ ra nụ cười khinh thường, quay đầu hỏi kiếm thần bên cạnh, lão phu đến trái đất đã được một đoạn thời gian, khi vụt vào trái đất đã bị thương, gần như đã khôi phục, có thể ra ngoài một chuyến, kiếm thần, Tô Thương kia bây giờ đang ở đâu? Huyền Thiên Tiên Đế chính là Tô Thương. Tin tức này là Viêm Long Tiên Đế nói cho ông ta, mục đích chủ yếu khi ông ta tới trái đất chính là tìm được Tô Thương, bóp chết người này từ trong nôi, tránh cho Huyền Thiên Tiên Đế trưởng thành. Hồi bẩm chân nhân U Minh, tôi đã điều tra rõ ràng, Tô Thương lúc này đang ở núi Côn Luân. Kiếm thần cúi đầu đáp lại, trong mắt hiện lên sự không cam lòng. Ông ta và ông già nhỏ bé đều là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế, cũng đều là cảnh giới hóa thần. Vốn dĩ kiếm thần không xem chân nhân U Minh ra gì, là một đối thủ không xứng tầm, bởi vì kiếm ý của ông ta đã đạt được thành tựu lớn, cảnh giới như U Minh, tất nhiên không cần để ý đến. Nhưng hiện tại, chân nhân U Minh đến trái đất, giữ lại sức mạnh của Nguyên Anh Đỉnh Phong. Mà bản thân mình, mặc dù lúc trước cũng là Nguyên Anh Đỉnh Phong, nhưng lại bị đại nhân vật kia làm suy yếu đến kết đan, không thể không khuất phục chân nhân U Minh. Núi Côn Luân phải không? Chân nhân U Minh cười nhẹ, rồi nói với ánh mắt nghiêm nghị, nghe nói tinh không cổ lộ và đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất đều ở đó, một khi đã như vậy, tôi sẽ đi một chuyến. Kiếm thần, dẫn đường phía trước, ông đi với tôi muốn xem núi Côn Luân một chút, đến tột cùng có gì thần bí. Chân nhân U Minh nói, được, kiếm thần gật đầu đồng ý rồi quay sang nhắc nhở, đúng rồi, chân nhân U Minh, thiếu gia Phong Khê hôm nay đã nói. Hai ngày sau cậu ta muốn đến núi Cửu Phong, để chấm dứt với giới luyện võ cổ đại, ông có muốn đi một chuyến không? Núi Cửu Phong. Chân nhân U Minh nhíu mày nói, chính là thế lực của Ngô Thanh Ảnh đệ nhất giới luyện võ cổ đại mà cậu nói sao? Đúng vậy. Kiếm thần đáp lại nói, vốn dĩ nửa năm trước, ba người chúng tôi muốn chiếm lấy giới luyện võ cổ đại, chính là Ngô Thanh Ảnh này làm chúng tôi phải lựa chọn từ bỏ. Tôi từng bí mật đi tới núi Cửu Phong. Mặc dù không giao thủ với bà ta, nhưng nhìn từ xa có thể cảm nhận được thực lực của bà ta rất mạnh, tất nhiên không phải cảnh giới võ tôn. Kiếm thần nói tiếp, cho nên, vì đề phòng, tôi và Trường Phong, Hoàng Hưng quyết định, chờ một thời gian nữa, trước khi trừng phạt gia tộc cổ đại thì ba người chúng tôi thử đột phá đến Nguyên Anh. Nếu có thể khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh, thì có thể nhẹ nhàng đánh bại Ngô Thanh Ảnh kia, chỉ là không ngờ. Kiếm thần đang nói. Chân nhân U Minh nghiền ngẫm cười nói, chỉ là không ngờ, 10 người chúng tôi sẽ đến chứ gì, kiếm thần, có phải cậu không cam lòng không, rốt cuộc lúc trước cảnh giới của tôi và cậu ngang nhau, thậm chí thực lực của tôi còn không bằng cậu, nhưng bây giờ một đầu ngón tay của tôi là có thể nghiền nát cậu rồi, cậu không thể không nghe theo mệnh lệnh của tôi được. Không dám, kiếm thần vội vàng ôm quyền cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại nói. Ha ha, mặc dù cậu không cam lòng. Cũng phải chịu đựng cho tôi, đạo lý sức mạnh được tôn trọng cậu hẳn là biết rõ. Chân nhân U Minh cười lạnh hai tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, tôi sẽ không tham gia chuyện của núi Cửu Phong, nói không chừng những người khác cũng sẽ không đi, Phong Khê chỉ vì cái trước mắt, để cậu ta tự lăn lộn đi. Lần này đi tới trái đất chúng tôi cũng sẽ không về tay không, nghe nói trái đất đã từng vô cùng huy hoàng, thậm chí còn xuất hiện tồn tại tiên đế siêu Việt. Cho nên Viêm Long Tiên Đế mới vô cùng tò mò về trái đất. Ông ta không thể tiến vào trái đất vì trận pháp bảo vệ, không thể biết tất cả mọi thứ về những gì đã xảy ra ở đây. Đây là một cơ hội tốt, nói không chừng tôi có thể tìm được cơ duyên thăng cấp độ kiếp, thậm chí là đặt chân thành tiên đế. U Minh chân nhân thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó mang theo kiếm thần rời đi, đi thẳng đến núi Côn Luân. 10 người đến trái đất lần này đều là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế. Sau khi đến trái đất, bọn họ nhận ra đã chặt đứt mối liên hệ nào đó với Viêm Long Tiên Đế, bởi vậy mới động tâm tư đến tài nguyên của trái đất. Hơn nữa 10 người bọn họ đã ước định xong, tài nguyên của trái đất ai nhìn thấy thì là của người đó, giữa bọn họ không được động thủ chỉ vì việc này. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, những gì đã xảy ra trên trái đất nhất định không được nói cho Viêm Long Tiên Đế, nếu không bọn họ đều phải chết. Vì thế, 10 người bọn họ tách ra, vẫn duy trì liên hệ với nhau, cướp đoạt tài nguyên của trái đất khắp nơi. Chẳng qua, trong quá trình đến trái đất,
chân nhân U Minh bị thương rất là nghiêm trọng, cho nên đi vào gia tộc Đông Phương để dưỡng thương, vẫn luôn không tham gia cướp đoạt. Ông ta cũng không thể ra tay cướp đoạt đồ vật mà những cao thủ ngoại vực khác cướp được, vì vậy bọn họ đã nhường núi Côn Luân cho ông ta. Trong 10 người, chỉ có ông ta mới có thể đến núi Côn Luân cướp đoạt tài nguyên tu chân. Chân nhân U Minh vẫn luôn khao khát núi Côn Luân, cho nên cũng rất hài lòng với quyết định này. Chấm chấm chấm. Tại thời điểm này, trong một thung lũng, Quách Ý kết thúc trạng thái tu luyện, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen nhạt, vấn khăn và quạt lông. Anh ấy đứng bên ngoài thung lũng, ôm quyền hướng về phía thung lũng, cung kính nói, tiền bối, trong nửa năm qua, cảm ơn tiền bối đã tận tâm dạy dỗ, đợi tôi gặp được cậu chủ đồng ý, nhất định tôi sẽ nhận tiền bối làm thầy. Ha ha, được, cậu đi đi. Một giọng nói già nua linh hoạt kỳ ảo vang lên từ trong thung lũng, nhắc nhở, bây giờ, trái đất lại có thêm 10 khí thức mạnh mẽ, tất nhiên đều là cao thủ nguyên anh, cậu phải cẩn thận. Tôi để lại cho cậu quạt thanh phong, cậu phải sử dụng cẩn thận, nó chứa 1/10 sức mạnh đế khí của tôi. Với cảnh giới trước mắt của cậu, nếu kích hoạt quạt thanh phong, tất nhiên sẽ chịu phản phệ, nếu không phải trường hợp khẩn cấp, cậu cứ coi nó như một chiếc quạt lông vũ bình thường. Quỷ Cốc Tử kiên nhẫn nói. Vâng. Quách Ý cung kính đáp lại, sau đó cầm quạt thanh phong trong tay, xoay người rời khỏi thung lũng. Quách Ý, ha ha, đệ tử này không tệ. Trong lòng có thành ý, cách làm quan không kém gì Tô Tần, Trương Nghị, cách dùng binh cũng không kém gì Tôn Tử Bạch Khởi. Nhìn Quách Ý rời đi, Quỷ Cốc Tử vuốt râu vừa lòng cười nói, không tồi, không tồi, không nghĩ tới phút cuối cùng, còn có thể thu được một đồ đệ như vậy. Tôi hy vọng cậu ta có thể phản tác dụng trong việc khôi phục linh lực. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, núi Cửu Phong, 2 ngày sau Ngô Thanh Ảnh đã biết được định ước, chống gậy đứng ở đỉnh núi. Trên mặt có một cái giếng cổ. Thanh Ảnh, 2 ngày sau thiếu gia Phong Khê kia sẽ đặt chân đến núi Cửu Phong. Thiên Niên Sát nôn nóng nói, cậu ta đã là cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa nghe nói là Nguyên Anh đỉnh Phong, không chỉ có cậu ta, có lẽ cao thủ ngoại vực khác cũng sẽ tới, chúng ta nên làm thế nào đây? Hoảng cái gì? Giọng điệu Ngô Thanh Ảnh bình đạm nói, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chỉ cần tôi ở đây thì núi Cửu Phong sẽ ở đây. Nhưng mà, Thanh Ảnh, đó chính là người tu chân cảnh giới Nguyên Anh đấy, hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Thiên Niên Sát lo lắng sốt ruột. Khi đó Tô Vô Kỵ, cũng chưa từng đánh thắng tôi, chúng tôi chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười tự tin, ngay sau đó Trấn An nói, yên tâm đi, ai cũng không thể đánh vào núi Cửu Phong, nhưng Tuyết Nhi, nó đã ngủ say 1 năm. Hậu nhân của nhà họ Tô, rốt cuộc đến khi nào nó mới có thể xuất quan. Thời gian nửa năm này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu cậu còn không xuất quan, những bạn bè thân thích đó của cậu chỉ sợ là không thể chịu đựng nổi, ai? Ngô Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn phương xa, thở dài thật sâu. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, núi Côn Luân, trong vòng bảo vệ của cột ánh sáng. Trong nửa năm qua, Tô Thương vẫn luôn tu luyện. Thân thể vẫn không nhúc nhích, phủ đầy cho bụi. A, à, bỗng nhiên, Tô Thương mở to đôi mắt, trong mắt bắn nhanh ra một tia sắc bén làm lòng người giật mình. Cuối cùng cũng đột phá, ha ha. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, cười nhẹ nói, trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm, nhưng thời gian này cũng không uổng phí vô ích, đá năng lượng và dược liệu trong 2 cái vòng lưu trữ đều bị mình luyện hóa hấp thu. Mà thực lực của mình cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tung hoành trái đất cũng không phải vấn đề lớn. Tô Thương lẩm bẩm một mình. Ban đầu anh có 1 cái vòng lưu trữ, ẩn chứa pháp tắc không gian, sau đó Tây Môn Phong Vân đưa tài nguyên, lại cho anh 1 cái. Tất cả tài nguyên trong 2 cái vòng lưu trữ, phàm là ẩn chứa linh khí, toàn bộ bị Tô Thương hấp thụ sạch sẽ, cảnh giới có bước nhảy vọt. Ý nghĩa sâu xa của trăm kiếp luân hồi cũng đã trải qua những thay đổi về chất. Tháp hư không cũng đã được sửa chữa, đã có 5 tầng. Tóm lại, bế quan nửa năm, cái gì nên làm thì Tô Thương đều đạt được rồi, đã đến lúc xuất quan. Nửa năm trôi qua, cũng không biết bên ngoài biến thành cái dạng gì, mọi người trong nhà có khỏe không? Mang theo sự tò mò mãnh liệt, tháp hư không trên đầu được Tô Thương đội đi ra khỏi cột ánh sáng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng núi Côn Luân bên ngoài,
sắc mặt anh lập tức trở nên âm trầm, trong mắt xuất hiện lửa giận ngập trời. Máu, xác, núi Côn Luân bên ngoài cột ánh sáng, đã nhuốm đầy máu tươi, dưới đất máu chảy thành sông. Lác đác cũng có 20-30 cái xác, rải rác bốn phía, thực trạng cực kỳ bi thảm. Mà cách đó không xa, còn có 7-8 người đang nhóm lửa ngay tại chỗ, giống như đang ăn cơm dã ngoại. Bia, thịt nướng, cực kỳ tự tại, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những vết máu dưới đất và những cái xác đó. Thấy cảnh này, Tô Thương lập tức giận không kiềm được, sát ý trong mắt anh, cực kỳ nồng nặc. Núi Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Thanh Y đã đi đâu, bạn bè người thân của mình, những người được đưa đến núi Côn Luân, lẽ nào đã gặp nguy hiểm rồi sao? Nghĩ đến đây, Tô Thương hai mắt đỏ ửng, nhanh chân đến chỗ 7-8 người đang ngồi ăn cách đó không xa. Mà những người này, căn bản không để ý đến Tô Thương, tất nhiên không nhận ra được nguy hiểm đang đến. Cái núi Côn Luân này, thần kỳ quá nhỉ, lại có cột ánh sáng cường đại như vậy, chúng ta đều là trúc cơ đỉnh phong, lại không thể nào đến gần được. Tôi nghe ông chủ và người đó nói chuyện với nhau, cái này hình như là đại trận bảo vệ cái gì đó, nối liền khắp trái đất, chúng ta chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Theo những lời khai của mấy người kia ở núi Côn Luân, hậu nhân nhà họ Tô bế quan bên trong trụ ánh sáng, cũng không biết thực lực bây giờ thế nào. Ha ha, nửa năm trước chỉ vừa đặt chân đến trúc cơ mà thôi, giờ mới qua nửa năm, có thể thay đổi được gì chứ, nhiều lắm cũng là trúc cơ trung kỳ, có thể vào hậu kỳ cũng coi như là thiên tài rồi, 7 người chúng ta, có ai mà không nhẹ nhõm đánh được cậu ta chứ? Cậu ta nếu như yếu như vậy, lại có thể bước vào cột ánh sáng được, còn chúng ta đã là trúc cơ đỉnh phong, lại không có cách nào đến gần, thật sự là kỳ quái mà. Có lẽ cậu ta có chí bảo gì đó, có thể ép được cột ánh sáng đó, nếu như cậu ta bây giờ đi ra ngoài thì tốt, mấy anh em chúng ta bắt cậu ta lại, đây chính là một công trạng lớn rồi. Chấm 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 chấm. 7 người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện với nhau, cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này, Tô Thương đến gần, lạnh lùng nói, các ông là ai, ai phái các ông tới. Vù vù vù. Trong chốc lát, 7 người tại chỗ kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn chăm chú Tô Thương, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Trong đó, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi nhìn chằm chằm vào Tô Thương, trầm giọng nói cậu là ai? Ông ta thấy Tô Thương có thể im lặng không tiếng động mà xuất hiện ở đây, tất nhiên là cao thủ rồi, vì thế không dám tùy tiện ra tay. 6 người khác cũng thế, lập tức phản ứng được thanh niên đứng trước mặt không hề đơn giản. Nên giống như gặp phải kẻ thù lớn. Ha ha, vừa rồi các ông còn luôn miệng nói, phải bắt tôi để lập công, sao hả, không biết tôi hay sao? Tô Thương cười lạnh lùng nói. Với thực lực bây giờ của anh, muốn xóa sổ 7 người ở đây, chẳng qua là một cái gạt tay mà thôi. Nhưng Tô Thương vừa mới xuất quan, cũng không hiểu rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, liền định hỏi rõ ràng rồi mới ra tay. Tô Thương, cậu chính là Tô Thương. Hậu nhân nhà họ Tô. Người đàn ông trung niên lập tức giật nảy mình, e ngại nói, khí tức trên người của cậu, cậu đã ngưng kết kim đan rồi hả? Tô Thương không trả lời vấn đề này, mà giọng điệu lạnh lùng nói cho tôi biết, ông chủ trong miệng các ông là ai, nếu không, giết không tha. Không thể nào, điều này không thể nào. Người đàn ông trung niên này vừa lắc đầu, vừa không tin được mà nói, trong trời đất này luôn có những điểm xấu. Sao cậu có thể ngưng kết kim đan, cậu? Vù! Ông ta còn chưa nói hết câu, Tô Thương liền ra tay, ngón tay như lưỡi kiếm sắc nhọn, nhẹ nhàng xẹt qua, một lực lượng kinh khủng theo đó xuất hiện, lập tức cắt đứt đầu người đàn ông trung niên đó. Đầu người rơi xuống đất, xuất hiện một cái xác không đầu, máu tươi bắn ra, sau đó ngã xuống đất kêu vang trời. Cảnh này lộ tức dọa 6 người còn lại, tất cả trong lòng đều run sợ, sắc mặt thay đổi lớn. Tôi ghét nhất nghe người khác nói nhảm. Tô Thương giết gà dọa khỉ, sau đó nhìn vào người gần mình nhất, giọng điệu lạnh lùng nói, ông, có thể trả lời vấn đề của tôi không? Tôi. Người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong này, bị dọa đến đầu lưỡi phát run, nhất thời không nói nên lời. Bù. Đợi ông ta nói, đồng nghĩa với việc đầu rơi xuống đất, lập tức đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Sau khi xuất quan,
Tô Thương chính là tiên đế, huyền thiên tiên đế chân chính, đối diện với mấy người này, anh không có chút thương hại nào. Năm người các ông, còn ai muốn giống hai bọn họ không? Ánh mắt Tô Thương sắc như kiếm, nhẹ nhàng đảo qua năm tên trúc cơ đỉnh phong còn lại. Thịch thịch. Sau một giây, toàn bộ năm người đều quỳ xuống đất, cơ thể bị dọa đến run lẩy bẩy. Tô thiếu gia, chúng tôi là một trong thập đại cổ tộc, gia tộc Đông Phương, Đông Phương Diệu là ông chủ chúng tôi. Đúng đúng đúng, là ông chủ ra lệnh cho chúng tôi giữ ở chỗ này, để chúng tôi cẩn cận theo dõi cột ánh sáng, chỉ cần cậu từ bên trong ra, thì lập tức bắt lại. Tô thiếu gia, đây đều là chủ ý của ông chủ, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một mạng. Trong năm người, có ba người mở miệng trả lời câu hỏi của Tô Thương, còn hai người nữa, do dự dự, không nói lời nào. Vù! Tô Thương tất nhiên sẽ không lưu tình, đưa tay ra xóa sổ ngay lập tức, lạnh lùng nói, trả lời vấn đề không tích cực, không muốn tiếp tục sống nữa, giữ lại cũng không tác dụng gì. Ba tên trúc cơ đỉnh phong còn lại, thấy cảnh này, ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi, may mắn nhặt lại được một mạng cho mình, đồng thời cũng sợ Tô Thương như sợ hổ. Người này thủ đoạn quá hung tàn, chỉ cần có chút do dự, thì chính là cái chết, nhất định phải tích cực trả lời vấn đề mới được. Có thể nói, hành động ra tay quyết đoán của Tô Thương, hoàn toàn hù dọa được ba người này rồi. Núi Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tơ Thanh Y đi đâu, người trên núi, đi đâu hết rồi. Lúc này, Tô Thương trầm giọng hỏi. Nửa năm qua, Tô Thương tĩnh tâm tu luyện, tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không để ý, bao gồm cả người thân, bạn bè. Chuyện xảy ra bên ngoài, dù là long trời lở đất, anh cũng không biết được. Vì thế, Tô Thương không biết tình hình ở Côn Luân, nhưng trong lòng anh lại cực kỳ nghi ngờ. Trước khi bế quan, Tô Thương bố trí ra La Thiên Hỏa lò trận, lực phòng ngự kinh người, cho dù là người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, cũng không có cách nào phá được trận pháp. Mà Tô Thanh Y, nắm trong tay La Thiên Hỏa lò trận, theo lý thuyết thì núi Côn Luân phải là bình yên vô sự mới đúng chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có điều, có một chuyện làm Tô Thương khá vui mừng, đó là khi anh phóng thần hồn ra ngoài, cũng không tìm thấy xác của Tô Thanh Y. Không chỉ có Tô Thanh Y, mà xác của người thân, bạn bè cũng không có ở núi Côn Luân. Nếu quả thật có người tấn công núi Côn Luân, những người kia sẽ không có lòng tốt mà nhặt xác cho mấy người Tô Thanh Y, như vậy có một khả năng, bọn người Tô Thanh Y không chết, chỉ là bị người khác đưa đi thôi. Thưa Tô thiếu gia, khoảng 3 ngày trước, núi Côn Luân bị tấn công, một số người trên núi bị chết, những người khác bị ông chủ của chúng tôi phái người đưa đi rồi. Đúng đúng đúng, bọn họ đều ở gia tộc Đông Phương, ông chủ nhốt hết những người kia lại rồi. Tô Thanh Y trong miệng cậu, chắc là cái người đàn ông khống chế trận pháp phải không, ông ấy cũng chưa chết, ông chủ tự mình đưa ông ấy đi rồi, cậu muốn cứu người, có thể đến gia tộc Đông Phương. Ba người tranh nhau trả lời, sợ trả lời chậm thì sẽ bị Tô Thương giết chết. Sau đó, Tô Thương mặt trầm như nước, nhìn chăm chú vào ba người họ, nghiêm túc nói, lời các ông nói, có thật có giả, tôi đều biết hết, nhanh nói ra người xâm nhập vào núi Côn Luân, rốt cuộc là ai. Bây giờ, thần thức của Tô Thương cực kỳ kinh khủng, liếc một chút là có thể nhìn ra, ba người này không hoàn toàn nói thật. Tô thiếu gia, chúng tôi không dám lừa dối cậu, chúng tôi nói câu nào là thật câu đó mà. Bọn người Tô Thanh Y quả thật chưa chết, đều bị giam lại rồi, tôi có thể thề với trời. Đúng vậy đó, nếu cậu không tin, có thể đến gia tộc Đông Phương tìm hiểu. Ba tên trúc cơ đỉnh phong may mắn sống sót đó. Rõ ràng có chút thiếu tự tin, nhưng vẫn ồn ào mở miệng, muốn xóa bỏ những nghi ngờ của Tô Thương. Hừm. Tô Thương hừm lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nghiêm túc nói, nếu các ông đã không chịu nói thật, thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói xong, Tô Thương quả quyết ra tay, ngay lập tức liền chấm dứt tính mạng ba người. Ngay sau đó, Tô Thương chăm chú nhìn những cái xác dưới đất, mở bàn tay ra, trầm giọng nói, lục soát linh hồn. Bù. Sau một giây, trong lòng bàn tay Tô Thương liền tuôn ra một luồng linh khí, tiến nhập vào trong óc một tên trúc cơ đỉnh phong. Lục soát linh hồn. Đây là một loại bí thuật thường gặp, người tu chân cảnh giới thấp cũng có thể sử dụng. Có điều, muốn sử dụng bí thuật lục soát linh hồn, thì cần ít nhất phải đạt đến cảnh giới kết đan.
Vì thế, lúc trước Tô Thương không thử khống chế bí thuật này, lần này bế quan, mới ôn lại một chút. Với cảnh giới bây giờ của anh, sử dụng bí thuật lục soát linh hồn cũng phải hao tốn không nhỏ sức lực, vì thế vừa rồi anh không trực tiếp sử dụng. Nhưng những người này không chịu nói thật, Tô Thương đành phải vận dụng bí thuật lục soát linh hồn rồi. Theo như bí thuật lục soát linh hồn thi triển ra, Tô Thương thấy được trí nhớ trong đầu tên trúc cơ đỉnh phong kia. Vốn dĩ, những người này là người của gia tộc Nam Cung. Khoảng vài ngày trước, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc quần áo màu đen, dẫn mấy chục tên cao thủ của gia tộc Nam Cung đi đến Côn Luân. Tên đàn ông áo đen kia, là cao thủ ở ngoại vực, vượt ngang hư không mà đến trái đất, có được thực lực của Nguyên Anh đỉnh phong, tên là Phong Khê Thiếu Gia. Núi Côn Luân có La Thiên Hỏa Lò trận bảo vệ, một tên Nguyên Anh đỉnh phong, vốn cũng không có cách nào phá được tuyến phòng ngự của núi Côn Luân. Nhưng cái tên Phong Khê Thiếu Gia đó lại vô cùng gian xảo, nói với Tô Thanh Y, anh ta biết nơi ở của Tô Vô Kỵ. Tô Thanh Y quan tâm sư tôn, hơn nữa nửa năm nay, ông ấy cũng không phải không tiến bộ, mà giờ đã đặt chân đến kết đan đỉnh phong rồi, nên cảm thấy cho dù ra ngoài, cũng nắm chắc được thời khắc trở về La Thiên Hỏa Lò trận. Thế là, ông ấy liền ra khỏi núi Côn Luân, một thân một mình gặp mặt Phong Khê Thiếu Gia. Phong Khê Thiếu Gia là Nguyên Anh đỉnh phong, kết quả có thể đoán được, anh ta chỉ dùng một chiêu, liền bắt sống được Tô Thanh Y. Lúc đầu, anh ta định giết Tô Thanh Y, nhưng về sau lại nghĩ Tô Thanh Y vẫn còn mấy anh em nữa. Vì thế, Phong Khê Thiếu Gia giữ lại tính mạng Tô Thanh Y, đồng thời cười lạnh lùng nói cho Tô Thanh Y, muốn bắt ông ấy làm mồi dụ những người khác. Tô Thanh Y thẹn quá hóa giận, định tự tử, dùng chuyện này để xóa bỏ âm mưu của Phong Khê Thiếu Gia. Đáng tiếc, Phong Khê Thiếu Gia lập tức không chế lại, muốn chết cũng không chết được. Mất đi Tô Thanh Y, La Thiên Hỏa Lò trận không có tác dụng gì lớn nữa. Phong Khê Thiếu Gia đưa theo cao thủ của gia tộc Nam Cung, dễ như trở bàn tay, đến núi Côn Luân. Mọi người ở núi Côn Luân hăng hái phản kháng lại, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, người thì chết, người thì bị thương. Trong đó, bao gồm cả cha và ông nội của Tô Thương. Thiên phú của Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn thật sự không cao, dù là nhận được để đa năng lượng lớn cùng với dược cổ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là luyện khí tầng thứ 8 mà thôi. Nếu không phải là ông chủ gia tộc Nam Cung ra mặt, nói cho Phong Khê Thiếu Gia, thì hai người bọn họ chỉ sợ đã chết trong tay Phong Khê Thiếu Gia rồi. Sau khi biết được thân phận của Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, Phong Khê Thiếu Gia lộ ra vẻ hứng thú cực kỳ, cho người khống chế hai bọn họ, cùng mang về gia tộc Nam Cung, những người được đưa đi, còn có rất nhiều người hầu đời sau nhà họ Tô đang sống tại núi Côn Luân. Tên Tô Vô Kỵ, luôn dễ dàng nghe thấy được từ trong miệng người khác, đến cậu chủ Viêm Long Tiên Đế của mình, cũng khen ông ta không ngớt lời, thật sự muốn mở mang kiến thức một chút về người này mà. Hơn 100 năm trước, Tam Đại Tiên Đế nhận định, Tô Vô Kỵ đã chết bởi lôi kiếp. Nhưng mình hầu hạ cậu chủ nhiều năm, lại nghe được những lời giải thích không giống nhau. Năm đó, Tô Vô Kỵ chưa chết, chỉ là không tấn cấp Nguyên Anh mà thôi, Tam Đại Tiên Đế sở dĩ đoán ông ta bị lôi kiếp đánh chết, là vì giành được thắng cược với Huyền Thiên Tiên Đế. Phong Khê Thiếu Gia khẽ cười nói, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Tô Vô Kỵ còn sống hay không, ha ha, giờ mình bắt đi hậu nhân của ông ta, hơn nữa trái đất sắp đại loạn. Chắc hẳn có thể ép ông ta ra gặp một lần rồi. Vì thế Phong Khê Thiếu Gia không giết hết toàn bộ người trên núi Côn Luân. Sau khi quản lý Côn Luân, anh ta đầu tiên là nhìn thoáng qua tinh không cổ lộ, sau đó liền đến trước cột ánh sáng nơi Tô Thương đang tu luyện. Phong Khê Thiếu Gia biết, đây chính là trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, vì thế cực kỳ thận trọng, từ từ đi đến dò xét một trận. Kết quả, không đợi anh ta đến gần trụ ánh sáng 3 mét. Liền bị trụ ánh sáng phát ra lực lượng khủng bố. Lực lượng này thật mạnh, chẳng trách cậu chủ của mình chưa từng đặt chân đến đây ở trạng thái toàn thịnh. Tòa trận pháp này, căn bản không phải người tu chân cảnh giới tiên đế có thể phá giải. Phong Khê Thiếu Gia tự lẩm bẩm, cậu chủ mình nghi ngờ, trái đất từng sinh ra tiên đế mạnh mẽ siêu việt, xem ra cũng đúng 8, 9 phần rồi. Cùng lúc đó, ông chủ gia tộc Nam Cung đi đến. Nói cho Phong Khê Thiếu Gia biết, ông ta ép hỏi mấy người làm ở núi Côn Luân, biết được Tô Thương hậu nhân nhà họ Tô, đang ở ngay trong cột ánh sáng tu luyện. Điều này khiến Phong Khê Thiếu Gia giật nảy mình,
trụ ánh sáng bảo vệ này, anh ta không thể nào vào được, thế mà Tô Thương đi vào đó kiểu gì chứ? Phong Khê thiếu gia vô cùng tò mò, từ xa nhìn vào quả thực cũng thấy được bên trong trụ ánh sáng có người đang ở đó. Ông chủ Nam Cung, bây giờ thập đại cổ tộc ở trái đất, đã quy thuận ngoại vực, trong cổ tộc, cũng chỉ có núi Cửu Phong là còn sót lại. Bây giờ tôi phải đi núi Cửu Phong một chuyến, ông đi với tôi, có điều, nhớ kỹ, phải sắp xếp người canh chừng cẩn thận ở đây, chờ cái tên hậu nhân nhà họ Tô xuất quan, thì báo cho tôi biết trước tiên. Phong Khê thiếu gia dặn dò, vừa rồi không phải ông nói, lúc Tô Thương tiến vào trụ ánh sáng, chỉ là trúc cơ sơ kỳ à, phái mấy tên trúc cơ đỉnh phong giữ tại chỗ này là được rồi, chỉ mới nửa năm thôi, cậu ta cũng không lật được trời đâu. Sau khi nói xong, Phong Khê thiếu gia liền rời đi, mặc dù cảm thấy hứng thú với Tô Thương, nhưng cũng không xem Tô Thương ra gì. Ông chủ Nam Cung sau khi nhận mệnh lệnh, giữ lại 7 tên trúc cơ đỉnh phong rồi cũng dẫn người rời đi. Tô Thương tông qua trí nhớ của tên trúc cơ đỉnh phong này, thấy rõ ràng cha và ông nội cùng với Tô Thanh Y, vô cùng thảm hại, bị người khá ép rời đi. Phong Khê thiếu gia, cao thủ ngoại vực mới đến. Ha ha, hôm nay tôi sẽ giết anh. Tô Thương hai mắt tràn đầy lửa giận, như là ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Chấm, ngay khi anh chuẩn bị đường đi dựa theo việc lục soát linh hồn tìm được, lúc qua gia tộc Nam Cung cứu người, bỗng nhiên nhận ra được có cường giả đến Côn Luân, nhất thời ánh mắt run lên, trầm giọng nói, là ai, cút ra đây cho tôi. Người tới đây thực lực rất mạnh, nhưng lại không đến tra xét Tô Thương. Đối phương vừa tiếp cận Côn Luân, liền bị Tô Thương cảm giác được. Hừ, Phong Khê thiếu gia đáng chết, thứ chó má bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cùng với giọng nói của Tô Thương, một lão già dáng người nhỏ bé, mang theo một gã đàn ông sau lưng mang kiếm gãy, cơ thể lập lòe hiện lên cách Tô Thương không xa. Hai người này, chính là chân nhân U Minh gần đây đã xuống trái đất, cùng mới một trong 4 tên cao thủ ngoại vực từ trăm năm trước, kiếm thần. Chân nhân U Minh sau khi rơi xuống đất, ánh mắt không nhìn vào Tô Thương, mà nhìn về xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Phong Khê ơi Phong Khê, những ngày này lão phu ra ngoài chiếm cứ gia tộc Đông Phương, cũng không nhúng tay vơ vét trái đất, cậu rõ ràng đã ông ý giao Côn Luân cho lão phu, vì sao chính mình lại tới trước chứ? Chân nhân U Minh giận không kiềm được, tức giận nói, thật sự khinh thường lão phu đến thế sao, cơn giận này, lão phu sẽ tính toán rõ ràng với cậu. Thông qua bí thuật lục soát linh hồn, Tô Thương đã biết được, khoảng thời gian trước có 10 tên tu chân ở ngoại vực đã xuống trái đất, chia ra chiếm cứ thập đại cổ tộc. Mà chiếm giữ gia tộc Nam Cung, chính là Phong Khê thiếu gia. Lão già xuất hiện trước mắt, nhắc đến Phong Khê thiếu gia, lại không có chút e ngại nào, chắc hẳn ông ta cũng là một trong số họ. Nếu đã như vậy, Tô Thương cũng không khách khí nữa, mặt trầm như nước chất vấn, này lão già kia, ông chủ của ông là ai, ai mở ra khe hở không gian đưa ông đến trái đất. Hừm, ánh mắt của chân nhân U Minh lúc này mới nhìn về phía Tô Thương, nhíu mày nói cậu là ai? Hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Tô Thương lạnh lùng trả lời. Tô Thương. Chân nhân U Minh biết được thân phận của Tô Thương, nhất thời lộ ra một nụ cười, ha ha, thật sự là đi mòn gót tìm không thấy, đến khi gặp được thì chẳng tốn chút công sức nào. Có một số việc, cậu chủ chỉ nói cho một mình tôi biết, cũng không nói với bọn người Phong Khê thiếu gia nghe đâu. Chân nhân U Minh cười nói, Tô Thương, cậu cũng đã biết, mục đích chính mà chúng tôi đến trái đất lần này là gì rồi chứ? Có chuyện gì nhanh nói đi, không thì ông không còn cơ hội nói đâu. Tô Thương cùng lúc nói ra, đối mặt với chân nhân U Minh, không chút e ngại nào. Ha ha, khẩu khí lớn thật đó. Chân nhân U Minh nhìn sang Tô Thương, tươi cười nói, trước khi đến trái đất, cậu chủ nói cho những người khác phải càn quét trái đất, không chế trái đất là được. Nhưng cái này, chỉ là giả vờ mà thôi, mục đích thật sự của cậu chủ, chính là vì giết cậu. Chân nhân U Minh lạnh lùng cười nói, ai ngờ được, đường đường là huyền thiên tiên đế, bây giờ lại biến thành một người tu chân cảnh giới trúc cơ, ha ha ha. Hơn 100 năm trước, nếu không phải cậu ngăn cản, cậu chủ cũng hai vị tiên đế khác, đã sớm san bằng trái đất này rồi, ông chủ nhà chúng tôi, tất nhiên đã hận cậu thấu xương. Chân nhân U Minh thoáng có chút đắc ý nói, lão phu là người cậu chủ tin tưởng nhất, cậu ấy lo lắng 9 người khác biết thân phận của cậu,
sẽ sinh ra một số ý đồ khác, ví dụ như bắt cậu lại, ép bức cậu giao ra bí thuật công pháp, ép cậu giao ra đế khí tháp hư không, đến lúc đó thì không tránh khỏi phiền phức. Vì thế, cậu chủ chỉ đem tin tức này, nói cho tôi biết mà thôi, Huyền Thiên Tiên Đế, không ngờ hôm nay ở núi Côn Luân có thể gặp cậu, ha ha ha, xem ra thiên đạo công bằng, lần này đến núi Côn Luân, cũng tính là không tệ nha. Huyền Thiên Tiên Đế, hơn 100 năm trước đến trái đất. Liên quan đến chuyện này, Tô Thương đã có suy đoán rồi, cũng đã được khẳng định, lúc này đương nhiên sẽ không thấy kinh ngạc nữa. Có điều, bản thân mình lại bị mất một phần ký ức, liên quan đến chuyện của hơn 100 năm trước. Bây giờ, Tô Thương thậm chí bắt đầu suy đoán, chính mình không phải là linh hồn mượn cơ thể để trọng sinh, mà chính là trực tiếp xuất hiện giống như những đứa trẻ khác ở trái đất. Anh cũng là Tô Thương, chân chân chính chính là Tô Thương, Huyền Thiên Tiên Đế, là biệt danh ở kiếp trước của anh. Sở dĩ suy đoán như thế, là vì ván cược hơn 100 năm trước. Tô Thương có thể xác định, chính mình chính là đại nhân vật thông thiên trong miệng Vương Dương Minh, Tô Ma và Tây Môn Phong Vân nói. Hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế cùng ba tiên đế ngoại vực đã lấy Tô Vô Kỵ làm tiền đặt cược. Kết quả là Tô Vô Kỵ tấn cấp Nguyên Anh thất bại, sống chết chưa rõ, Huyền Thiên Tiên Đế thất bại thảm hại. Vì thực hiện giao hẹn trước, anh không được quấy nhiễu tam đại tiên đế làm loạn trái đất nữa. Vì thế, Huyền Thiên Tiên Đế cứ thế dạo chơi nhiều năm, cuối cùng hơn 20 năm trước, lấy bí thuật chuyển thế, trọng sinh vào bên trong cơ thể Thạch Ngọc Yến, trở thành Tô Thương, một người từ đầu đến cuối đến từ trái đất, không liên quan gì đến Huyền Thiên Tiên Đế, như thế thì có thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện của trái đất rồi. Mà bí thuật chuyển thế đúng lúc Huyền Thiên Tiên Đế cần lại có thể sử dụng được, quan trọng nhất chính là, bí thuật này mặc dù giữ lại toàn bộ thủ đoạn tu chân, nhưng lại mất đi một phần trí nhớ. Còn nữa, bí thuật chuyển thế sẽ ở đời thứ hai, đến khi trưởng thành vào một ngày nào đó từ hơn 20 tuổi, mới mở ra cảm giác, kế thừa sức mạnh linh hồn thất lạc tứ phương, ngưng tụ thành linh hồn cường đại. Cái này đối với tình huống của Tô Thương thì hoàn toàn phù hợp. Cũng vì sức mạnh linh hồn cường đại này đang thiếu thốn, nên mới làm cho Tô Thương cảm thấy chính mình san bằng địa ngục cửu U, tàn hồn mượn cơ thể trọng sinh. Chân nhân U Minh, nửa năm trước tôi nhận được tin tức, nghe nói hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương, lúc ấy đã là trúc cơ sơ kỳ rồi, sau đó đi vào núi Côn Luân bế quan. Lúc này, tên kiếm thần lưng đeo kiếm gãy mở miệng, khinh thường nói, không ngờ nửa năm trôi qua rồi, cậu ta vẫn là cảnh giới trúc cơ, ha ha ha, xem ra tiên đế chuyển thế, cũng không gì hay ho hơn thế này sao? Có chuyện này sao? Chân nhân U Minh nghe vậy, hơi dừng lại. Sau đó cười khinh thường nói, Huyền Thiên Tiên Đế, cậu lại thua rồi hả, mượn cơ thể để trọng sinh còn có thể lựa chọn kỹ càng cơ thể, mà cậu lại chuyển thể trọng tu, ngơ ngơ ngác ngác hơn 20 năm, thì có ích gì chứ, cậu thật sự nghĩ chính mình sẽ bảo vệ được trái đất này sao? Tô Thương từ trong hồi ức thoát ra, đón nhận ánh mắt của chân nhân U Minh, giọng điệu lạnh lùng nói, cậu chủ của ông, là Viêm Long Tiên Đế. Dù sao thì cậu cũng không làm ra được tích sự gì. Nói cho cậu cũng không sao, cậu chủ của lão phu, chính là Viêm Long Tiên Đế. Chân nhân U Minh nói tiếp, ngoài cậu chủ của tôi ra, Bạch Ngọc Tiên Đế, Thác Bạt Tiên Đế, cũng tham gia vào kế hoạch của cậu chủ. Bạch Ngọc Tiên Đế ở Bạch Ngọc sao? Đối với Thác Bạt Tiên Đế, Tô Thương cũng chưa quen thuộc, nhưng biệt danh Bạch Ngọc Tiên Đế, anh lại cực kỳ quen thuộc. Năm đó, trong số đông đảo Tiên Đế đánh Tô Thương vào địa ngục cửu U, có cái tên Bạch Ngọc Tiên Đế này. Ha ha, Tô Thương, với thực lực của cậu bây giờ, cũng xứng nhắc đến tên Tiên Đế hay sao? Chân nhân U Minh tiến lên một bước, tràn đầy tự tin nói, bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là từ bỏ chống đối, thành thật đi theo tôi, sau đó đem tất cả công pháp bí thuật cùng chí bảo của cậu, giao cho tôi. Còn về con đường thứ hai thì, ha ha, chính là bị tôi xóa sổ, trở thành cái xác không hồn. Hồn phi phách tán. Chân nhân U Minh cười nói, cậu tốt xấu gì cũng là một tiên đế, đối với tôi còn giá trị sử dụng, có thể nhận tôi là ông chủ, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, vì thế, lão phu đề nghị cậu lựa chọn con đường thứ nhất. Huyền Thiên Tiên Đế là người thông minh, biết rõ tầm quan trọng của lựa chọn, hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác, để tránh bỏ mạng oan uổng. Chân nhân U Minh nói xong lời cuối cùng,
trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ hoàn toàn lấy Tô Thương. Đối mặt với sự uy hiếp của chân nhân U Minh, Tô Thương không có chút e ngại nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Ha ha, ông luôn miệng nói, Viêm Long Tiên Đế tin tưởng ông, kết quả ông lại trực tiếp yêu cầu tôi giao ra công pháp bí thuật và tháp hư không hả? Tô Thương khẽ cười nói, chẳng lẽ ông không sợ Viêm Long Tiên Đế biết, sẽ ra tay trừng trị ông hay sao? Câu hỏi này với Tô Thương mà nói, là cực kỳ quan trọng. Tô Thương bây giờ không có cách nào chống lại cường giả cấp bậc tiên đế nữa, nếu như kinh động đến Viêm Long Tiên Đế thì chính mình chắc chắn không có cách nào đánh lại được. Vì thế, trước khi ra tay, Tô Thương thăm dò ý của chân nhân U Minh một chút. Thì sao chứ? Chân nhân U Minh thoải mái cười nói, tay của Viêm Long Tiên Đế còn không dài như thế đâu, nếu không thì sẽ không phái chúng tôi đến trái đất rồi. Không lừa dối cậu, vốn cậu ấy định nhờ sức mạnh của hai vị tiên đế, miễn cưỡng đặt chân đến trái đất. Chân nhân U Minh tiếp tục nói, đáng tiếc, trận pháp bảo vệ trái đất quá cường đại, đến mức khiến cho nguyện vọng của cậu ấy đã sớm thất bại. Bây giờ, cậu ấy đang ở ngoại vực, dù là có camera quan sát toàn trái đất, nhưng cũng không thể nào biết được chuyện xảy ra cụ thể ở trên trái đất, trừ khi có động tĩnh gì đặc biệt lớn, mới kinh động đến cậu ấy. Chân nhân U Minh không chút kiêng kỵ mà nói, cho dù có kinh động đến cậu ấy, cũng không có gì khó khăn. Trước mắt mà nói, Viêm Long Tiên Đế đã không có cách nào đi vào trái đất nữa rồi, đại trận bảo vệ trái đất tăng cường, không giống với 2000 năm trước nữa. Dù là Viêm Long Tiên Đế phải phong ấn thực lực, lấy cảnh giới chuẩn tiên đế, cũng rất khó đặt chân đến trái đất lần nữa. Chân nhân U Minh không chút giấu giếm mà nói, theo tôi được biết, nếu muốn đến trái đất bây giờ, cậu ấy chỉ có thể tự hạ thấp mình, lấy cảnh giới độ kiếp, miễn cưỡng lắm mới có thể đi vào. Nhưng trên trái đất lại tồn tại rất nhiều người cường đại, Viêm Long Tiên Đế nếu lấy cảnh giới độ kiếp tiến vào thì chỉ có con đường chết thôi. Chân nhân U Minh căn bản không xem Tô Thương ra gì, thoải mái cười nói, vì thế, coi như cậu ấy biết, thì sao chứ? Ông nói, ở trái đất có tồn tại cao thủ vượt qua độ kiếp hay sao? Tô Thương nắm lấy trọng điểm, tò mò hỏi. Đúng vậy. Sau khi độ kiếp, thì có thể tiếp xúc với ngưỡng cửa cấp tiên đế, gọi là chuẩn tiên đế, sau này sẽ là tiên đế chân chính. Trái đất lại có người tu chân cường đại như vậy sao? Nếu như trái đất không có chuẩn tiên đế, thì cả ngàn năm trước, sớm đã bị Viêm Long Tiên Đế lợi dụng cảnh giới chuẩn tiên đế tiến vào mà càn quét được trái đất rồi. Chân nhân U Minh cười nói, năm đó Viêm Long Tiên Đế cầm cánh cửa thời không, tiến vào trái đất, cũng không dọn dẹp sạch cường giả ở trái đất, để mấy con cá lọt lưới, thực lực của họ không hề tầm thường. Vốn dĩ Viêm Long Tiên Đế ở lại trái đất, định ép mấy tên chuẩn tiên đế kia ra ngoài, nhưng ai biết lại gặp được huyết ma trở về từ ngoại vực. Huyết ma là người tu chân vốn ở trái đất, Viêm Long Tiên Đế trước đó, đã giết hại cả nhà huyết ma liền ôm thù hận, bước lên tinh không cổ lộ, không ngờ lúc trở về, đã là chuẩn tiên đế. Chân nhân U Minh liên tục nói, hai người đó tất nhiên đánh nhau một trận long trời lở đất, sau trận chiến đó, tàn hồn của huyết ma may mắn chạy trốn được, Viêm Long Tiên Đế cũng chịu trọng thương, không thể không rời khỏi trái đất. Khi cậu ấy chữa lành vết thương, chuẩn bị đến trái đất lần nữa, lại phát hiện trái đất khó vào được. Những năm gần đây, Viêm Long Tiên Đế vẫn luôn tìm cách phá giải đại trận bảo vệ trái đất, vốn cho rằng có thể thành công, kết quả vẫn thất bại. Chân nhân U Minh nói tiếp, khoảng nửa năm trước, Viêm Long Tiên Đế đã nhận ra khí tức của huyết ma, biết được linh hồn cùng cơ thể của huyết ma đã dung hợp, cũng đã trọng sinh, cậu ấy mới vội vàng, vì thế phái chúng tôi xuống đây, để chúng tôi sớm giết chết huyết ma. Trừ cái đó ra, chính là muốn đem Huyền Thiên Tiên Đế cậu, bóp nghẹt từ trong trứng nước. Còn về Viêm Long Tiên Đế, tất nhiên không vào được trái đất, nếu không thì cậu và huyết ma, sớm đã trở thành cái xác rồi. Thì ra là thế. Tô Thương nghe được những lời chân nhân U Minh nói, gật đầu giống như đã hiểu rồi. Đồng thời, anh cũng biết, huyết ma trong miệng chân nhân U Minh nói, chắc chắn là Tô Ma. Tô Thương, không cần nói gì nữa. Giờ đưa ra lựa chọn đi, giao ra thứ tôi muốn, hay là muốn chết. Chân nhân U Minh không nói nhảm nữa, mà lạnh lùng nói, hay cậu muốn để tôi bắt cậu, lục soát lấy trí nhớ của cậu. Những chuyện này, tôi đều không cần. Tô Thương lấy lại tinh thần,
lộ ra một nụ cười mà nói, tôi còn có một đường có thể đi, cái đó chính là, giết ông. Giết tôi? Chỉ bằng cậu? Chân nhân U Minh không ngừng cười đều, ha ha, thật là trò cười, tôi nhìn cảnh giới của cậu, chẳng qua là trúc cơ mà thôi, cậu. Chân nhân U Minh đang nói, Tô Thương đã ra tay, 10 ngón tay không ngừng biến ảo bấm quyết. Vù, vù, vù. Sau một giây, núi Côn Luân chợt biến đổi, từng đợt lực lượng kinh khủng từ dưới đất mọc lên, vây lại hoàn toàn chân nhân U Minh. Những năng lượng này, hiện ra màu sắc đỏ thẫm, tản ra uy thế khiến người người sợ hãi. Quỷ dị nhất chính là, nhiệt độ bốn phía, lập tức cao lên đến cực hạn, như là một cái lò thiêu vậy. La Thiên Hỏa Lò Trận. Tô Thương mở ra La Thiên Hỏa Lò Trận. Mặc dù cái tên Phong Khê thiếu gia kia, sử dụng thủ đoạn lừa Tô Thanh Y ra khỏi núi Côn Luân, từ đó có thể đi vào, nhưng không có cách nào phá hủy được La Thiên Hỏa Lò Trận. Giờ phút này, hai tay Tô Thương bấm quyết, trực tiếp khởi động toàn đại trận sinh sát này. Cái gì? Chân nhân U Minh giật nảy mình, thì thào nói, trận pháp thật mạnh, suýt chút nữa thì quên, Huyền Thiên Tiên Đế tung hoành cả đời, tạo nghệ trận pháp không ai sánh bằng. Tô Thương, đây cũng chính là nguyên nhân mà cậu không hề sợ hãi hay sao? Có điều, tôi không tin một người trúc cơ đỉnh phong, bố trí trận pháp lại có thể làm tôi bị thương được, phá cho tôi. Vừa nói xong, chân nhân U Minh trực tiếp ra tay, dùng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Một lực lượng kinh khủng, đánh vào bốn phía, nhưng kết quả lại là, không có cách nào hủy được La Thiên Hỏa Lò Trận, tòa trận pháp này, chỉ hơi rung động mà thôi. Cái này, chân nhân U Minh có chút luống cuống, lập tức ra tay liên tục, nhưng vẫn luôn không có cách nào có thể khai phá được trận pháp. Mà chính ông ta, lại bị nhiệt độ nóng bức thiêu đốt, đau đớn phát ra tiếng kêu thảm. Đừng vùng vẫy nữa, một tên nguyên anh đỉnh phong, không thể nào công phá được La Thiên Hỏa Lò Trận đâu, ông cứ yên tâm mà chịu chết đi. Tô Thương giọng điệu bình thản nói ra, sau đó ánh mắt nhìn vào kiếm thần đang ở cách đó không xa, thoải mái cười nói, trên người anh cũng có mảnh vỡ đế khí của Viêm Long Tiên Đế, chắc hẳn anh cũng là người đến từ ngoại vực nhỉ. Nguyên anh sơ kỳ, ha ha, tôi chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi, nếu thật sự ra tay, chỉ một tay của anh cũng có thể chụp chết tôi, đáng tiếc. Nơi đây là núi Côn Luân, mà tôi ở núi Côn Luân, đã sớm bố trí đại trận sinh sát rồi, anh cũng vào trận luôn đi. Vừa nói, Tô Thương vừa giả vờ bấm quyết, tỏ vẻ như muốn để kiếm thần rơi vào ra thiên hỏa lò trận. Không được. Chân nhân U Minh, tôi đi trước đây, ông tự cầu phúc đi. Kiếm thần thấy vậy, không dám chần chờ, cơ thể lấp lóe, nhanh chóng rời khỏi núi Côn Luân. Tô Thương cũng không đuổi theo. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Lần bế quan này, Tô Thương thu hoạch cực lớn, đã đặt chân đến cảnh giới nguyên anh rồi. Nếu như ra tay, chỉ hơi lãng phí một số thủ đoạn là có thể xóa sổ chân nhân U Minh rồi. Có điều, lần này đến trái đất, là 10 người ở cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Nếu như 9 người còn lại đồng thời đánh tới, Tô Thương chắc chắn không có cách nào đối phó được. Vì thế, Tô Thương cố ý thôi động La Thiên Hỏa Lò Trận, lấy trận pháp khống chế chân nhân U Minh, để cho người ta nhận định, anh thật sự chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Sau đó, lại cố ý thả kiếm thần chạy, để kiếm thần ra ngoài thông báo cho những người khác, tin tức bản thân mình vẫn ở cảnh giới thấp kém như cũ. Từ đó, 9 tên cường giả ngoại vực đó, sẽ thiếu cảnh giác với Tô Thương, cũng như sẽ tạo cơ hội cho Tô Thương đánh tan bọn họ. Giả heo ăn thịt hổ. Từ trước đến nay luôn là chân lý của thế giới tu chân, Huyền Thiên Tiên Đế am hiểu sâu sắc đạo lý này. Tô Thương thả kiếm thần đi, chính là muốn anh ta nói cho 9 tên nguyên anh ngoại vực kia biết bản thân anh chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Sở dĩ anh có thể đánh bại được chân nhân U Minh hoàn toàn là nhờ vào La Thiên Hỏa Lò Trận. Một khi anh rời khỏi La Thiên Hỏa Lò Trận thì anh chỉ là một con gà mặc người ta giết chết. Sau khi tiến kiếm thần đi, Tô Thương nhìn sang chân nhân U Minh đang ở trong trận pháp. Giờ này phút này, chân nhân U Minh đang ở trong La Thiên Hỏa Lò Trận, đã bình tĩnh trở lại, ông ta đang ngồi khoanh chân lại vận chuyển công pháp, linh khí quanh thân ông ta tạo thành một bức chắn, dùng để chống lại ngọn lửa đang hừng hực cháy bên ngoài. Làm như vậy hiệu quả thật sự không tệ, chân nhân U Minh không còn vẻ thống khổ như lúc trước nữa,
nhưng cảm giác bị thiêu đốt thì vẫn còn, quanh thân ông ta mồ hôi đổ ra như mưa. Ha ha, không hổ là cao thủ từ cảnh giới cao hạ xuống cảnh giới Nguyên Anh, thực lực của ông còn muốn vượt qua luôn cả đa số các cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong nữa. Tô Thương nhìn chân nhân U Minh, khẽ cười nói, nếu như đánh nhau với ông, e rằng tôi cũng phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Tô Thương không hề nói dối. Bây giờ, anh chỉ vừa mới đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh, chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Mà chân nhân U Minh đã là cao thủ từ cảnh giới hóa thần hạ xuống cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa còn là Nguyên Anh đỉnh phong. Giữa Tô Thương và ông ta cách nhau đến mấy cảnh giới nhỏ lận, cho nên nếu muốn thắng ông ta thì Tô Thương quả thực phải dùng không ít thủ đoạn mới được. Hừ! Chân nhân U Minh nhìn thẳng vào Tô Thương, hừ lạnh một tiếng rồi nói khoác lác gì đó, cậu chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi, nếu như không có trận pháp này, thì tôi thậm chí không cần ra tay thì cũng có thể khiến mắt, mũi, miệng cậu chảy máu cho đến chết. Đối với cái này, Tô Thương cũng không thèm giải thích, anh chỉ cười nói, đáng tiếc, ông đã lâm vào trận pháp của tôi, cho nên ông chết là cái chắc. Tô Thương, cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Chân nhân U Minh lại cười nhạo nói, trước khi tôi đến trái đất, Viêm Long Tiên Đế đã từng tặng cho tôi một cái vảy rồng, căn dặn tôi lúc nguy cấp mới đem ra dùng. Không ngờ, giờ này phút này tôi phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng này rồi. Vảy rồng của Viêm Long Tiên Đế lấy từ người của anh ta, uy lực khủng bố phi phàm, dùng để đối phó với cậu thật là uổng phí, nhưng bây giờ, không thể không để cho cậu mở mang kiến thức một chút. Chân nhân U Minh cười nhạo nói, nhưng mà cũng tốt thôi, Tô Thương, trên người cậu có tháp hư không, một cái vảy rồng đổi lấy tháp hư không, cuộc mua bán này cũng có lời rồi. Vảy rồng sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, sau đó nói, tôi biết hình dạng gốc của Viêm Long Tiên Đế, chính là một con rồng lửa toàn thân đỏ thẫm. Mặc dù trên người anh ta có vô số vảy rồng, nhưng những vảy rồng thật sự có tác dụng thì không có nhiều, ông có quan hệ gì với anh ta, tại sao anh ta lại đem vảy rồng tặng cho ông chứ? Tô Thương hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chuyện này không nói cho cậu biết được, biểu cảm của chân nhân U Minh thoáng có chút không tự nhiên. Ồ! Ông không nói, tôi cũng đoán ra được rồi. Tô Thương mỉm cười nói, tôi nghe nói, xu hướng giới tính của Viêm Long Tiên Đế có vấn đề, không thích con gái chỉ thích con trai. Lão già, ông và Viêm Long Tiên Đế chắc không phải là loại quan hệ này đó chứ. Tô Thương không nhịn được mà suy đoán, cố ý kéo dài thời gian, trên thực tế, anh vẫn đang âm thầm chuyển biến La Thiên Hỏa Lò Trận, vì anh đang muốn chuẩn bị khởi động trạng thái mạnh nhất của La Thiên Hỏa Lò Trận. Mặc dù Tô Thương chỉ là đoán bừa nhưng sắc mặt của chân nhân U Minh lại càng khó coi, nhìn ông ta vô cùng xấu hổ. Ha ha, xem ra là tôi đã đoán trúng rồi, chỉ là, gu của tên Viêm Long Tiên Đế này cũng mặn dữ, không tìm mấy tên thanh niên trai tráng khỏe mạnh, hoặc là tìm mấy cậu trai mặt búng ra sữa, vậy mà lại tìm một ông già, chậc chậc chậc, không biết nên gọi đây là suy đồi đạo đức hay là nhân cách vặn vẹo nữa. Tô Thương tiếp tục kéo dài thời gian. Mở miệng làm nhiễu loạn suy nghĩ của chân nhân U Minh, lão già, mạo muội hỏi một chút, bình thường ông và Viêm Long Tiên Đế, đều là ai ở trên vậy, anh ta có chê bai râu của ông đâm vào người anh ta không? Đúng rồi, ông lớn tuổi như vậy, xương cốt đều quắn quéo cả rồi, thì cái đó có nhỏ xuống luôn không vậy? Tô Thương hỏi đến đây, không khỏi dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, chậc chậc chậc, bức tranh quá đẹp, không dám nghĩ tới nha. Tôi đã biến thái rồi mà còn cảm thấy mấy người còn biến thái hơn. Tô, Thương, chân nhân U Minh thẹn quá hóa giận, sau đó trầm giọng nói, cậu nói đủ chưa hả, ai nói với cậu, tôi với Viêm Long Tiên Đế là loại quan hệ đó. Lẽ nào không phải sao? Tô Thương hoài nghi nói. Không phải, không phải. Chân nhân U Minh nhấn mạnh tới hai lần, sau đó lại nói thẳng ra, tôi và Viêm Long Tiên Đế là chú cháu. Tôi là chú ruột của nó. Là trưởng bối có quan hệ máu mủ, nó tặng tôi một cái vảy rồng có sức mạnh khủng bố thì không hợp lý sao, cái này có gì mà không đúng chứ hả? Thì ra là vậy. Tô Thương nhìn chân nhân U Minh, lẩm bẩm nói, vậy lúc nãy, cái dáng vẻ ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt lên của ông là sao hả? Dựa theo vai vế thì tôi là chú của nó, nhưng tôi lại chỉ có thể kêu nó là cậu chủ, nếu đổi lại là cậu. Cậu có ngượng ngùng không hả? Chân nhân U Minh nhíu mày nói. Thì ra là vậy, như vậy thì thấy hợp lý rồi.
Tô Thương tùy tiện đáp lại, mọi công tác chuẩn bị anh đã làm xong. Tiếp theo đó, chỉ cần anh nảy suy nghĩ một cái thì La Thiên Hỏa lò trận sẽ được khởi động ở trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó, chân nhân U Minh đương nhiên sẽ bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhất, hóa thành cho bụi. Hừ, Tô Thương, tôi không thèm phí lời với cậu nữa, đợi tôi phá vỡ cái trận pháp này rồi thì việc đầu tiên tôi làm là sẽ giết chết cậu. Ngay lúc này, ánh mắt chân nhân U Minh run lên, ông ta vừa nghĩ xong liền định lấy cái vảy rồng ra. Ha ha, quá muộn rồi. Cùng lúc đó, Tô Thương nở một nụ cười nhạo, sau một giây, La Thiên Hỏa lò trận đột nhiên thay đổi cực lớn. Bù! Trong chớp mắt, từng làn sóng nhiệt kinh người bao phủ khắp cả đại trận. Làn sóng nhiệt này dường như có thể thiêu cháy hết tất cả mọi thứ, không gì có thể cản lại được. A! À, chính ngay lúc này, ở trong La Thiên Hỏa lò trận truyền tới tiếng kêu la thảm thiết của chân nhân U Minh. Vảy! Vảy rồng! Chân nhân U Minh ngay trong thời khắc tuyệt vọng, dự định khởi động long ngâm, nhưng còn chưa đợi ông ta nói xong thì đã bị thiêu chết rồi. Lửa ở trong La Thiên Hỏa lò trận không phải là lửa bình thường, cho nên đương nhiên có thể thiêu cháy hết cơ thể của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ qua mấy giây mà thôi, thì xác của chân nhân U Minh đã hóa thành cho bụi. Bây giờ ở bên trong chỉ còn lưu lại hai thứ. Trong đó có một mâm tròn to bằng bàn tay, thứ đồ này ẩn chứa uy thế của đế khí, là vật chí bảo giúp ông ta chống lại điểm xấu. Cũng bởi vậy mà ông ta có thể dựa vào cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện ở trái đất mà không cần lo lắng bị điểm xấu đến quấy nhiễu. Về thứ còn lại chính là một chiếc vảy rồng màu vàng to bằng cái nắm tay. Chiếc vảy rồng lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra hào quang sáng chói, uy thế càng không thể khinh thường. Ha ha, hai thứ này không tệ nha. Tô Thương mỉm cười, sau đó mở La Thiên Hỏa lò trận ra, anh muốn lấy cái mâm tròn và vảy rồng. Nhưng chính ngày lúc này, một luồng sức mạnh linh hồn đột nhiên nhắm thẳng lên trời mà xông ra, muốn thoát khỏi nơi đó. Luồng sức mạnh của linh hồn này không ngoài suy đoán chính là của chân nhân U Minh cảnh giới Nguyên Anh, kích cỡ của nó chỉ to bằng cái nắm tay, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của chân nhân U Minh. Chờ ông đã lâu rồi, chỉ là một cái linh hồn mà cũng dám đào tẩu trước mặt tôi, hừ, đúng là suy nghĩ hảo huyền mà. Tô Thương sớm đã phát hiện ra ý đồ của chân nhân U Minh, nhưng anh cũng không thèm quan tâm. Giờ phút này, Tô Thương giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía linh hồn của chân nhân U Minh cảnh giới Nguyên Anh đang ở giữa không trung. Anh nhếch miệng lên, lẫm bẫm nói, câu hồn. Bí thuật câu hồn. Hoàn toàn xung khắc với linh hồn Nguyên Anh. Lần bế quan này, Tô Thương lại muốn chuyên tâm tu luyện bí thuật câu hồn, và năng lực mạnh hơn không ít so với lần trước đó. Tuy năng lực linh hồn của chân nhân U Minh không yếu, và cũng từng là hóa thần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Tô Thương. Nếu ông ấy có thân xác ở đây, thì Tô Thương cần trải qua một trận ác chiến, mới có thể bắt được linh hồn. Nhưng khi nào linh hồn và thân xác tách rời nhau ra, vậy thì kết quả sẽ nghiêng về một bên. Giờ phút này, chỉ thấy lòng bàn tay của Tô Thương hiện ra một lực kéo rất mãnh liệt. Ban đầu linh hồn Nguyên Anh của chân nhân U Minh muốn chạy thoát thật nhanh, để lấy khế ước, nhưng lại không thể nào tiến lên phía trên được. A! À, kèm với đó là một tiếng hét thảm thiết, linh hồn Nguyên Anh của chân nhân U Minh đã bị Tô Thương nắm lấy trong tay, cho dù anh ta có dãy giụa như thế nào đi nữa, thì cũng không thể tránh được sự khống chế của câu hồn. Tô Thương, cậu đừng có quá đáng như thế, tôi là cậu ruột của Viêm Long Tiên Đế, nếu cậu giết tôi, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Chân nhân U Minh phiên bản thu nhỏ, vẫn ôm lấy tia hy vọng sống sót cuối cùng, mở miệng uy hiếp Tô Thương. Ha ha, ông tưởng tôi ngốc à, cho dù tôi không giết ông, thì Viêm Long Tiên Đế sẽ tha cho tôi sao? Tô Thương hơi nheo mắt, sắc mặt thay đổi nói, hơn nữa, ông đã quên thân phận của tôi rồi à, Huyền Thiên Tiên Đế tôi, sao lại phải sợ Viêm Long Tiên Đế như anh ta chứ? Năm đó nếu không phải ông liên thủ với mấy tiên đế rồi đánh lén tôi, thì sao tôi có thể bị ép vào cửu u địa ngục được chứ hả? Tô Thương lạnh lùng nói, lão già chết tiệt, nếu ông đã là người thân của Viêm Long Tiên Đế, vậy ông hãy thay Viêm Long Tiên trả nốt số nợ này đi. Nhưng, trước đó, e là phải tra tấn ông một trận trước đã, ha ha ha. Vừa nói xong, Tô Thương liền nghiêm túc đứng dậy, bắt đầu sử dụng thuật lục soát linh hồn.
Câu hồn, có thể cân dẫn được linh hồn nguyên cao hơn cảnh giới của mình, nhưng soát hồn thì lại khác. Tô Thương có thể lục soát được cảnh giới thấp dựa vào trí nhớ của chính mình, nếu đối phương vượt qua được mình, thì soát hồn không thể thành công được. Nhưng Tô Thương muốn thử một lần, dù sao có sẵn linh hồn ở trước mặt, ngu gì mà không thử chứ. Hai, vẫn chưa được. Nửa phút sau, Tô Thương lắc đầu, kết quả đã rõ ràng, anh ấy thất bại rồi. Soát hồn không khác róc xương rút gân, linh hồn của chân nhân U Minh sớm đã không chịu nổi, nên đã rất yếu ớt. Tô Thương không biết 10 người đến trái đất lần này, sẽ liên hệ như thế nào với Viêm Long Tiên Đế, nên đã trực tiếp phá tan luôn linh hồn của chân nhân U Minh, để nhổ cỏ tận gốc. Sau khi tru sát chân nhân U Minh, Tô Thương hơi khua tay, đĩa bay và long lân, liền xuất hiện trong tay anh ấy. Cái đĩa bay này, vừa nhìn một cái đã biết là đồ chế tác số lượng lớn, nhưng Viêm Long Tiên Đế lại nỡ bỏ vốn à. Tô Thương xem xét qua một lượt, khẽ cười nói, e là Viêm Long Tiên Đế đã chuẩn bị loại đĩa bay có thể chống lại được điểm xấu kia rồi. Nếu như anh ta đem uy thế đế khí của mình, phân chia ra thành 10 cái đĩa bay tương tự, vậy thì đế khí của anh ta chắc phải mất ít nhất 500 năm để tu bổ, mới có thể hồi phục lại thành đỉnh phong được. Tô Thương nghi ngờ nói, điểm xấu ở trái đất, không phải là anh ta và hai tên tiên đế kia liên thủ bày ra sao, vậy thì tại sao anh ta lại phải bỏ ra cái vốn lớn như vậy, chỉ vì muốn để cho người hầu của mình đến trái đất mà không phải chịu sự quấy nhiễu của điểm xấu kia? Chẳng lẽ, cái được gọi là điểm xấu ở trái đất, không phải do bọn người Viêm Long Tiên Đế bố trí, mà người đề ra điểm xấu đó, lại là một người hoàn toàn khác sao? Cách nghĩ này, chợt lóe lên trong đầu Tô Thương. Nhưng chuyện này cũng không có manh mối, suy nghĩ nhiều thì cũng chẳng có tích sự gì cả, khi sự việc xảy đến thì đương nhiên sẽ được phơi bày thôi. Đĩa bay không tồi, mình có tháp hư không, nên không cần dùng đến nó, nhưng có thể tặng nó cho người khác. Nhưng mà trên bàn tròn, còn có ấn ký linh hồn của chân nhân U Minh, cái này cũng khó giải quyết đấy. Tô Thương chần chừ một lát, cuối cùng quyết định làm trận thanh trừ ấn ký của chân nhân U Minh. Trừ cái đó ra, thì Long Lân cũng vậy, nhưng Tô Thương đã tẩy trừ sạch sẽ tại chỗ rồi. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Thương đã thành công rồi. Lúc này, đĩa bay và Long Lân đều thuộc về Tô Thương, nghĩ đến đây, anh ấy liền thu hai thứ đó vào bên trong vòng chứa đồ. Vèo. Cùng lúc đó, đột nhiên có mảnh vỡ tầng thứ nhất của tháp hư không, xuất hiện ngay ở trước mặt Tô Thương. Hả? Tô Thương đang chuẩn bị qua cứu người của gia tộc Nam Cung, thì nhìn thấy mảnh vỡ của tháp hư không ngay trước mặt, lông mày bỗng nheo lại, tự mình lẩm bẩm, mảnh vỡ của tháp hư không, tầng thứ 6 sao? Tầng thứ 6 của tháp hư không không phải là ở trên người Tô Thanh Y sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây thế? Tô Thương đột nhiên suy nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi rồi suy đoán một cách nghiêm túc nói, Tô Thanh Y, không phải đã chết rồi đấy chứ, cho nên mảnh vỡ của tháp hư không mới bay về phía mình như này. Có khả năng đấy. Hơn nữa, khả năng này lại vô cùng lớn. Gia tộc Nam Cung, ha ha ha. Tô Thương không kìm chế được cơn giận, sau đó nhặt lấy mảnh vỡ của tháp hư không tầng thứ 6 lại, ngay sau đó bóng người vụt sáng, nhanh chóng rời khỏi núi Côn Luân, đi thẳng một mạch đến gia tộc Nam Cung. Trước khi bế quan, Tô Thương có rất nhiều chuyện xảy chưa làm được, ví dụ như đi gặp mẹ, đến Giang Bắc tìm Lý Nguyệt, rồi qua núi Cửu Phong để xem kiếp nạn mà Tuyết Nhi nhắc đến là gì. Đáng tiếc là, nửa năm trước thực lực của Tô Thương rất yếu, nên bế quan là sự lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, sau khi xuất quan, chuyện Tô Thương cần làm lại càng nhiều, nhưng những chuyện kia, đều phải để sang một bên đã, bây giờ đến gia tộc Nam Cung cứu người mới là quan trọng. Sau khi cứu người về, Tô Thương sẽ tìm tung tích của người thân bạn bè, sau đó đến vùng núi Tế Trời, núi Cửu Phong một chuyến, cuối cùng trở về Giang Bắc, chờ linh khí khôi phục. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, ở ngoại vực, ở giữa không trung vô tận. Viêm Long Tiên Đế đang ngồi khoanh chân, trừng mắt lên, trong mắt hiện ra một sự tức giận. U Minh, chết rồi à, đó là cậu ruột của tôi đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, ai là ai đã giết cậu tôi vậy? 10 tên cao thủ cảnh giới hóa thần, đều là người hầu của Viêm Long Tiên Đế. Tuy bọn họ đã đến trái đất, Long Viêm Tiên Đế đã mất đi một phần lớn năng lực giao tiếp linh lực với bọn họ,
nhưng lại cảm nhận được bọn họ còn sống hay không. Chính lúc này, Viêm Long Tiên Đế đã nhận ra thần thức của chân nhân U Minh đã bị hủy, bỗng nổi giận đùng đùng lên. Huyền Thiên Tiên Đế, là cậu sao? Viêm Long Tiên Đế cúi nhìn về phía dưới quả cầu thủy tinh màu xanh lam, không kìm chế được nên đã tự lẩm bẩm, đồng thời sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nửa năm trước, anh ta tìm tới Bạch Ngọc Tiên Đế Vu Bạch Ngọc, Thác Bạt Tiên Đế Thác Bạt Bồ Tát, định tập hợp lực lượng của ba người lại, để mở ra một lỗ hổng, đưa 10 tên hóa thần vào trái đất, và bản thân cũng muốn trà trộn vào. Ban đầu, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng đáng tiếc trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, đã được tăng cường trong vòng nửa năm nay. Viêm Long Tiên Đế xé một chút là có thể vào được rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị hàng đẩy ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 tên hóa thần vào trái đất mà thôi. Anh ta từng nghĩ, sẽ đem cảnh giới của bản thân hạ thấp xuống thành hóa thần, như thế mới có thể tiến vào trái đất cùng với 10 tên hóa thần kia. Nhưng từ đó đến nay, Viêm Long Tiên Đế không có cảm giác an toàn, cảnh giới hóa thần đến trái đất rồi, cũng chỉ thành cảnh giới Nguyên Anh thôi. Mà cảnh giới Nguyên Anh lại quá thấp, nếu gặp người mạnh thực sự ở trái đất, căn bản sẽ không thu hút được sự chú ý. Nếu ép cảnh giới xuống, thì đến trái đất lại phải giải phóng ra, Viêm Long Tiên Đế lo lắng sẽ thu hút sự phản ứng to lớn, cho nên cũng nhất quyết từ bỏ. Khi linh khí khôi phục, trời đất thay đổi, đó chính là cơ hội của mình, còn 5 ngày nữa thôi. Viêm Long Tiên Đế lạnh lùng nói, Huyền Thiên Tiên Đế, cho cậu kiêu ngạo 5 ngày nữa, đợi tôi đến trái đất rồi, tôi sẽ tiêu diệt cậu đầu tiên. Ở một bên khác, Tô Thương dựa theo ký ức đã soát được, di chuyển liên tục, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng anh ấy đã tới được gia tộc Nam Cung. Lúc này, gia tộc Nam Cung, ở đây không giống với gia tộc Đông Phương lựa chọn nơi ở là ở trong vùng núi sâu. Mà gia tộc Nam Cung lại chọn ở trong một thành phố ở vùng ngoại thành phía Nam, chiếm diện tích tầm 400-500 mẫu. Phong cách kiến trúc theo kiểu Đông Tây kết hợp, vừa nhìn đã biết là đã tiêu hao rất nhiều tiền bạc. Hôm nay, trùng hợp là ngày đại thọ 80 tuổi của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung. Lúc này, ở gia tộc Nam Cung đèn đuốc sáng trưng, khách quý chật kín nhà, phía ngoài bãi xe, đỗ hàng trăm chiếc xe sang trọng. Vốn dĩ, gia tộc Nam Cung vẫn luôn mai danh ẩn tích, nhưng nửa năm nay lại đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ một nửa đất nước phía Nam. Mấy danh môn vọng tộc xung quanh lúc đầu cũng liên hợp lại để chống trả, nhưng đến sau cùng đều bị gia tộc Nam Cung thần phục, trở thành nanh vuốt của gia tộc Nam Cung, đồng thời cam tâm tình nguyện cống nạp một lượng lớn tài nguyên. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực của gia tộc Nam Cung quá mạnh. Cho dù là gia tộc Nam Cung tùy tiện cử ra một hậu bối trẻ tuổi thì cũng đã có thể treo gió các cao thủ ở trong thành phố, như vậy thì bọn họ làm sao lại còn có thể tiếp tục phản kháng được nữa chứ? Ngay cả các thế lực cổ tộc ở các sông núi nổi tiếng xung quanh cũng phải cúi đầu trước gia tộc Nam Cung. Thế là, gia tộc Nam Cung chỉ mất mấy ngày ngắn ngủi thì đã có thể xưng bá chủ của phía Nam, địa vị không gì lay chuyển được. Hôm nay, là đại thọ của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung, các hào môn vọng tộc của các tỉnh xung quanh há có lẽ nào không đến tham gia. Hai, cái này không phải là mừng đại thọ, rõ ràng là muốn trấn lột chúng ta mà. Đa số các gia tộc của chúng ta đều đã giao ra một nửa của cải cho gia tộc Nam Cung rồi, nhưng gia tộc Nam Cung không biết ngượng chút nào, đúng là lòng tham không đáy mà. Đúng vậy, gia tộc Nam Cung chính là một cái bụng sói ăn hoài không no, những ngày tháng sau này thật sự khó khăn quá đi. Nhỏ tiếng một chút, người đông phức tạp, lỡ như những lời này truyền tới tai của gia tộc Nam Cung thì chúng ta sẽ ăn quả đắng cho mà xem. Đúng. Mấy ngày trước có một thế giá trăm năm ở cảng G bởi vì không tình nguyện giao ra một viên ngọc thạch truyền thừa trong nhà ra, thế là đã bị gia tộc Nam Cung diệt luôn cả gia tộc, thực sự quá thảm mà. Tôi nghe nói người của gia tộc Nam Cung, đều là những người tu luyện trong truyền thuyết, sau khi tiến vào phía Nam, bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu để tu luyện, nhất định đoạt được bất cứ thứ gì có ích cho mình, thậm chí là giết người diệt môn, chúng ta tốt hơn là nên ngoan ngoãn chút đi. Gia tộc Nam Cung, ở trong phòng khách, gần trăm ông chủ của hào môn tham gia đại tiệc mừng thọ của ông chủ Nam Cung, đang cùng nhau trò chuyện ầm ĩ. Kỳ thực ai cũng chán ghét gia tộc Nam Cung, nhưng lại sợ gia tộc Nam Cung như sợ cọp, tức giận trong lòng nhưng cũng không dám nói ra.
nhưng những người này không biết thủ đoạn của những người tu chân, những lời nói của bọn họ sớm đã lọt vào tai của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung rồi. Giờ phút này, ở phía trên vị trí chủ vị của phòng khách, một ông lão mặc bộ đồ thời Đường màu đỏ đang ngồi ở đó. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, tóc đã rụng hết, răng cũng không còn, môi chúm chím lại một chỗ. Hai tay ông ta chống trên một cái gậy đầu rồng, hai con mắt đục ngầu nhìn xuống dưới, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Người này chính là ông chủ gia tộc Nam Cung, Nam Cung Ngự, nắm trong tay cả gia tộc Nam Cung. Bên cạnh Nam Cung Ngự chính là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặc một đồ thể thao màu xanh, khí chất hiên ngang. Lúc này, tên thanh niên mặc bộ đồ thể thao cúi đầu xuống, miệng ghé vào bên tai Nam Cung Ngự, thì thầm nói cha, mấy lão già phía dưới đang bàn tán về gia tộc Nam Cung, đợi chút con đi làm thịt bọn họ để răn đe những người khác. Vừa dứt lời, tên thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu xanh kia liền trầm mặt xuống, chuẩn bị đi giết mấy người kia. Thập Tam, đứng lại. Nam Cung Ngự nhẹ nhàng ngăn lại, giọng nói già nua, ôn hòa cười nói, cha dạy con thế nào, chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề, trước khi làm việc gì nên suy nghĩ kỹ càng, thường nói, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước. Tên thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu xanh này chính là con trai ruột của Nam Cung Ngự, Nam Cung Thập Tam Lang. Nam Cung Ngự lúc trước quá phong lưu, trầm mê nữ sắc, dẫn đến cơ thể suy nhược, 60 tuổi vẫn chưa có được người con nào. Về sau, nhờ vào sự trợ giúp của cao thủ ngoại vực, thì lão già này mới có được đứa con trai này, Nam Cung Thập Tam Lang. Bởi vì đời này của ông ta, nhân khẩu tàn lụi, vì mong muốn đời sau của mình con cháu đông đúc cho nên ông ta mới đặt tên con là Thập Tam Lang. Người ngoài nghe xong, không biết còn tưởng rằng ông ta có đến 13 đứa con, Thập Tam Lang là nhỏ nhất. 60 tuổi mới có con, cho nên Nam Cung Ngự rất yêu chiều đứa con trai Nam Cung Thập Tam Lang này, thậm chí còn nuôi dưỡng anh ta trở thành người kế nghiệp của gia tộc Nam Cung. Cha dạy phải ạ. Lúc này, Nam Cung Thập Tam Lang gật đầu nói, con nhất định sẽ nghe theo lời cha dạy, suy nghĩ kỹ càng hơn. Ừm. Nam Cung Ngự hài lòng nói, con đứa nhỏ này, mặc dù ăn chơi phóng túng, thiên phú cũng không tốt, thường xuyên gây phiền toái cho cha, thậm chí ngay cả các cô gái của cổ tộc, cũng dám cưỡng đoạt, khiến cho gia tộc Nam Cung không thể không vì hành vi của con mà bồi thường cho các đại cổ tộc khác, gây nên tổn thất nặng nề cho gia tộc. Đổi lại là người khác thì cha sớm đã xử chết nó rồi, nhưng con có biết vì sao cha vẫn yêu chiều con như vậy không? Nam Cung Ngự cười hỏi. Nam Cung Thập Tam Lang lắc đầu nói, con không biết. Ha ha, bởi vì con chính là con ruột của cha, chính cha sinh ra, cha không yêu con thì còn yêu ai hả? Vừa nghĩ tới mình già rồi mới có được mụn con này, Nam Cung Ngự liền vui vẻ không thôi, vui mừng cười nói, Thập Tam, con đi chuẩn bị đi, ghi nhớ, ra tay phải độc ác, nhổ cỏ tận gốc. Cha, cha đang nói cái gì vậy, con? Nghe đến lời này của cha, Nam Cung Thập Tam Lang mặt tràn đầy nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cha nhìn quét qua những người đang bàn tán về gia tộc Nam Cung ở phía dưới thì Nam Cung Thập Tam Lang đã phản ứng lại. Chỉ là anh ta càng thêm nghi hoặc, không hiểu nói cha, không phải cha đã nói, phải khoan dung độ lượng với mọi người, suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm sao. Ừm, Nam Cung Ngự gật đầu, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, khoan dung độ lượng với mọi người chỉ là đối với những người chúng ta không chọc đến được, không chỉ là khoan dung mà chúng ta còn phải hạ thấp mình xuống nữa. Nhưng mấy tên ông chủ dưới kia, ở trước mặt gia tộc Nam Cung chúng ta chỉ là đám sâu kiến mà thôi. Nam Cung Ngự cười nhạo nói, chỉ là sâu kiến mà cũng dám bàn tán về gia tộc Nam Cung chúng ta, nếu không dạy dỗ bọn họ thì người ngoài cứ nghĩ gia tộc Nam Cung dễ bị bắt nạt lắm. Thập Tam, con phải nhớ kỹ, đánh không lại thì phải tỏ ra yếu ớt, nịnh nọt, đánh thắng được thì phải đè bẹp, nghiền nát, chó gà gì cũng không tha, đây chính là tôn chỉ của gia tộc Nam Cung chúng ta. Nam Cung Ngự lạnh lùng nói. Vâng, Nam Cung Thập Tam Lang hiểu rõ liền gật đầu. Sau đó đáp lại nói, con nhất định sẽ không để cho cha thất vọng, đem mấy lão già kia chém thành trăm mảnh. Ừm, vậy thì còn được, nhớ kỹ, bắt lại trước đã, rồi ngày mai hãy giết. Nam Cung Ngự khẽ cười nói, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của cha, không nên để thấy máu. Vâng, Nam Cung Thập Tam Lang gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, bèn hỏi, cha, ông nội đã chết được nửa năm rồi,
cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của hung thủ sao? Ông nội của Nam Cung Thập Tam Lang chính là cha của Nam Cung Ngự, và đó chính là Nam Cung Dận. Nửa năm trước, gia tộc Đông Phương mở ra hội nghị thập đại cổ tộc, Nam Cung Dận đại diện gia tộc Nam Cung tham dự, kết quả là một đi không trở lại. Gia tộc Nam Cung đã cử người đi tìm, thì gia tộc Đông Phương trả lời là sau khi hội nghị kết thúc thì Nam Cung Dận đã rời đi rồi, còn có ông chủ Hạ Hầu Ấn của gia tộc Hạ Hầu cùng với các đại diện của các cổ tộc khác làm chứng. Lúc bắt đầu, Nam Cung Ngự còn tưởng Nam Cung Dận đi làm chuyện gì gấp, nhưng ai mà ngờ sau mấy ngày lại có người ở một ngọn núi lớn cách gia tộc Nam Cung 10 dặm phát hiện ra thi thể của Nam Cung Dận. Cái chết của Nam Cung Dận đã khiến toàn bộ gia tộc Nam Cung phải sợ hãi. Nam Cung Ngự đã điều động tất cả thế lực của gia tộc Nam Cung để tìm hung thủ, đáng tiếc nửa năm đã qua mà vẫn không thu hoạch được gì. 2. Nhắc tới chuyện cha chết, Nam Cung Ngự liền không nhịn được thở dài một cái, đau đớn nói, đối phương là một cao thủ, không để lại một manh mối nào ở hiện trường, sợ rằng không tra ra được, 3 ngày trước, cha đã hạ lệnh không điều tra nữa rồi. Còn nữa ông ta cũng không phải ông nội con, chết thì chết. Gia tộc Nam Cung không có ông ta vẫn giống mặt trời ban trưa, không ảnh hưởng gì. Nam Cung Ngự nhàn nhạt nói. Không phải ông nội con. Nam Cung Thập Tam Lang nghi ngờ nói cha, sao cha lại nói như vậy, rõ ràng ông ta chính là ông nội con mà. Con có biết chí bảo của tộc Nam Cung chúng ta là Dương Song Ngư không? Nam Cung Ngư nói tiếp, được rồi, có cơ hội cha sẽ nói cho con sau, tóm lại con phải biết, ông nội con đã chết lâu rồi. Thi thể nửa năm trước chỉ là một bản sao chép thôi, cho nên không cần buồn bã. Nam Cung Thập Tam Lang cái hiểu cái không gật đầu một cái, không tiếp tục đề tài này nữa. Thập Tam, bây giờ những người mang về từ núi Côn Luân thế nào rồi, đã chịu ngoan ngoãn chưa? Lúc này, Nam Cung Ngự hỏi. Thưa cha, có một người muốn chạy trốn, nhưng đã bị Phong Khê đánh cho thương nặng, lại bị Trường Phong hút đi linh khí, bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn bị con chém đứt tay chân, đang thoi thóp. Nam Cung Thập Tam Lang lạnh lùng cười nói, con đã cho chó ăn tay chân kẻ đó rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tên kia sẽ không sống qua được tối nay. Ha ha, được lắm, không hổ là con trai cha, tuy hơi biến thái nhưng cha thích. Nam Cung Ngự vui mừng gật đầu một cái, khen Nam Cung Thập Tam Lang, sau đó nói, gần đây gia tộc Nam Cung đi lên nhanh chóng, con đã làm được rất nhiều chuyện. Cha cũng tương đối hài lòng, nói đi, con muốn được thưởng cái gì? Cha, hôm nay là sinh nhật của cha, phải là con tặng quà cho cha mới đúng. Giữa cha con chúng ta nói chuyện không cần khách khí, muốn cái gì cha sẽ cho con. Nam Cung Ngự cười nói. Vâng cha, con đành nói vậy. Nam Cung Thập Tam Lang hơi ngượng ngùng, ngay sau đó nhỏ giọng nói, cha, Nam Cung Ấu Vi kia. Con rất thích, có thể để cô ấy. Không được. Ai ngờ, Nam Cung Ngự từ trước đến nay cực kỳ yêu thương con trai lại từ chối, sau đó nghiêm túc nói, mặc dù Nam Cung Ấu Vi là do ông nội con nhặt được, nhưng nó là em gái con, sao con có thể có suy nghĩ đó với nó chứ? Còn nữa, đây cũng là điều quan trọng nhất, con bé đã bị Phong Khê nhìn trúng rồi. Trước khi Phong Khê thiếu gia lên đường đến núi Cửu Phong đã cố ý dặn dò cha chăm sóc kỹ Nam Cung Ấu Vi, còn nói sau khi trở về sẽ thành đôi với Nam Cung Ấu Vi. Nam Cung Ngự nhắc nhở, Phong Khê thiếu gia vừa đến trái đất không lâu, nhưng thực lực của anh ta lại quá rõ ràng, ngay cả Trường Phong đại nhân cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Gia tộc Nam Cung chúng ta dám ngông cuồng chiếm một nửa phương Nam như thế đều nhờ vào Phong Khê đại nhân, con không được làm ra chuyện khiến anh ta tức giận. Nam Cung Ngự trịnh trọng nói, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ gia tộc Nam Cung, Thập Tam, con phải có chừng mực. Nhân lúc chưa muộn hãy bỏ suy nghĩ này đi. Vâng. Nam Cung Thập Tam Lang nghe vậy thì lập tức không còn tơ tưởng đến Nam Cung Ấu Vi nữa. Mặc dù anh ta ngông cuồng hống hách, nhưng cũng rất hiểu về truyền thống của gia tộc Nam Cung, biết nên ngông cuồng với người nào. Sau đó, tiệc mừng thọ tiếp tục diễn ra, đông đảo khách khứa trong phòng khách vì e ngại gia tộc Nam Cung lạm dụng uy quyền nên chỉ có thể giả vờ nịnh nọt. Chấm chấm chấm. Bên kia. Tô Thương đi tới gia tộc Nam Cung, nghe được cuộc đối thoại của Nam Cung Ngự và Nam Cung Thập Tam Lang. Chém đứt tay chân, thoi thóp. Tô Thương hơi híp mắt, đương nhiên đã đoán được người bị chém đứt tay chân chắc là Tô Thanh Y.
khó trách mảnh vụn tháp hư không của Tô Thanh Y lại rời ra, chắc hẳn đã cảm nhận được Tô Thanh Y sắp phải chết. Hừ, sau này sẽ tới giết ông sau. Tô Thương cũng không đến phòng khách, mà thông qua thần thức mạnh mẽ, chạy thẳng tới chỗ nhốt đám người Tô Thanh Y. Vừa rồi, Tô Thương biết được Phong Khê thiếu gia kia đã đến núi Cửu Phong ở Hoàn Nam. Không một ai trong gia tộc Nam Cung có thể ngăn cản Tô Thương, vì vậy anh không cần phải kiêng kỵ. Cùng lúc đó, phía đông nam gia tộc Nam Cung, 10 mét dưới lòng đất. Ở đây có một nhà tù bí mật được dày công xây dựng, đám người của núi Côn Luân đều bị giam ở chỗ này. Vào lúc này, trong nhà tù, Tô Thanh Y mất tay chân nằm trên đất, phải cắn chặt răng vì đau đớn không chịu nổi. Đám người núi Côn Luân bên cạnh đều buồn bã nhìn Tô Thanh Y, thậm chí có người còn chảy nước mắt. Tô Thanh Y, hai, là nhà họ Tô chúng tôi có lỗi với ông. Tô Kiền Khôn thở dài nói. Trước đó ông ta cũng đã cầm máu cho Tô Thanh Y, đáng tiếc không giải quyết được chuyện gì. Nếu như chỉ mất mỗi tay chân thì người tu chân cảnh giới kết đan đỉnh phong vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng trước khi Tô Thanh Y mất tứ chi vốn đã bị thương nặng, lại bị hút khô linh khí, nếu là người bình thường thì đã sớm chết từ lâu rồi. Thiếu gia. Tô Thanh Y nhìn Tô Kiền Khôn, hơi thở yếu ớt, cắn răng nói, Tô Thanh Y tôi là người nhà họ Tô, vì sao ông lại nói nhà họ Tô có lỗi với tôi, chẳng lẽ ông không coi tôi là người một nhà sao? Tôi không có ý này, hai. Tô Kiền Khôn than thở, sau đó nghiêm túc nói, 10 đệ tử của cha tôi đều là anh em cùng tay cùng chân với tôi, nếu như không có mọi người thôi, chuyện trước kia cũng không cần nhắc lại nữa. Tô Thanh Y, tôi không đành lòng nhìn ông đau khổ như vậy, để thần binh tiễn ông đoạn đường cuối cùng, yên tâm đi đi. Tô Kiền Khôn nhìn về phía Tô thần binh, hai mắt đục ngầu hơi ửng đỏ, cuối cùng cắn răng một cái nói, thần binh, tiễn chú Tô Thanh Y của con lên đường. Chuyện này, vâng. Tô thần binh cắn răng đồng ý, đi tới bên cạnh Tô Thanh Y, đau khổ nói, chú Thanh Y, con sẽ tiễn chú đi đoạn đường cuối cùng, hy vọng chú có thể thanh thản rời đi. Tôi, hai. Tô Thanh Y gật đầu một cái, biết cha con Tô Kiền Khôn cũng vì tốt cho mình, để mình đỡ phải chịu đau khổ, liền nói, làm phiền cậu, thần binh. Không lâu đâu, tôi ra tay rất nhanh, nhất định có thể để chú thanh thản nơi chín suối. Tô thần binh nói, ừ. Tô Thanh Y cam chịu số phận nhắm hai mắt lại, có lẽ đây là kết quả tốt nhất với mình rồi. Tô Thanh Y, tạm biệt, Tô Kiền Khôn dưng dưng nói. Đám người nhà họ Tô bị nhốt trong nhà tù đồng loạt quỵ xuống đất, dưng dưng tiễn Tô Thanh Y đoạn đường cuối cùng. Tô thần binh cũng không do dự, càng chậm một giây thì chú Thanh Y sẽ phải đau đớn thêm một giây. Vì vậy, Tô thần binh ngưng tụ linh khí, bỗng nhiên đánh một chưởng về phía ngực Tô Thanh Y. Đúng lúc này, bóng người Tô Thương đột nhiên xuất hiện, bắt được cánh tay của Tô thần binh, khẽ cười nói, cha đừng vội tiễn người ta về nơi chín suối chứ, con cảm thấy vẫn có thể cứu được ông ấy. Đến rồi. Vào lúc quan trọng, Tô Thương đã tới ngăn cản Tô thần binh chuẩn bị tiễn Tô Thanh Y đi. Xoạt xoạt xoạt. Một giây sau, tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào người Tô Thương. Những người khác của núi Côn Luân đều không quen biết Tô Thương, nhưng cũng không xa lạ gì. Nửa năm trước, Tô Thương đã dẫn Ali, Tây Môn Long Ngâm đi đến Côn Luân, gây ra ồn ào rất lớn. Sau đó, Tô Thương đã làm ra chuyện tất cả mọi người đều không làm được, tiến vào cột ánh sáng của đại trận bảo vệ, để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Thậm chí, Tô Thương còn bố trí ra một trận pháp bảo vệ mạnh mẽ khiến người ta phải trố mắt nhìn. Có thể nói mặc dù đám người của núi Côn Luân đều chưa được tiếp xúc với Tô Thương, nhưng lại vô cùng kính sợ Tô Thương. Một mặt là bởi vì Tô Thương là con cháu nhà họ Tô, mặt khác là bởi vì năng lực của Tô Thương. Tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia tới. Cậu ấy chính là Tô Thương tiểu thiếu gia sao, lúc trước tôi có chuyện ra ngoài, chưa được gặp tiểu thiếu gia bao giờ, đúng là trẻ thật. Tiểu thiếu gia bế quan nửa năm, cuối cùng đã xuất quan rồi. Vừa rồi cậu ấy xuất hiện kiểu gì vậy, tôi là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, lại không hề phát hiện ra. Kết đan, ít nhất tiểu thiếu gia đã đến kết đan, nửa năm mà đã từ trúc cơ sơ kỳ lên cảnh giới kết đan, đúng là thiên phú khủng khiếp. Không đúng, tiểu thiếu gia vẫn là trúc cơ, nhìn có vẻ là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng vì sao cậu ấy lại mạnh như vậy,
tôi ở trước mặt cậu ấy thậm chí còn không có dũng khí phản kháng. Đám người thấy Tô Thương lập tức bàn luận sôi nổi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Thương tràn đầy sùng bái. Tô Thương! Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương, ngay lập tức mừng rỡ khôn xiết, kích động nói tên nhóc này, mấy ngày trước Côn Luân xảy ra chuyện lớn như vậy, làm thế nào cũng không liên lạc được với cháu, ông còn tưởng cháu luyện công xảy chuyện, chết ở trong cột ánh sáng rồi chứ. Ôi trời, không liên lạc được nghĩa là cháu đã chết sao, ông nội, ông có thể nghĩ về cháu may mắn hơn được không? Tô Thương xa sầm mặt nói. Khụ. Tô Kiền Khôn có chút ngượng ngùng, sờ sống mũi giải thích, chuyện bình thường mà, ai bảo cháu không có chút tin tức nào. Ông và cha cháu ở bên ngoài gào khóc nửa ngày đến mức khàn cả giọng vẫn không thấy cháu đáp lại. Được rồi, cha, người gào khóc là con mà, cha chỉ đứng ở bên cạnh không làm gì cả. Tô Thần Binh có chút bất mãn đáp trả một câu, ngay sau đó đưa mắt nhìn Tô Thương, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có vui vẻ yên tâm, có lo lắng, có tự hào. Từ lần tạm biệt trước, Tô Thương đã làm quá nhiều chuyện, đương nhiên trong lòng người làm cha như Tô Thần Binh cảm thấy rất phức tạp. Tô Thương, không hổ là con trai của cha, không khiến cha phải thất vọng, con làm rất tốt. Cuối cùng, Tô Thần Binh vỗ bả vai Tô Thương một cái, khen ngợi. Cha, đã bao giờ con khiến cha phải thất vọng chưa? Tô Thương cười đáp lại. Tiểu thiếu gia, mấy người để sau này hẵn trò chuyện tiếp đi, tôi thật sự rất đau khổ, không kiên trì nổi nữa rồi. Lúc này, sắc mặt Tô Thanh Y tái nhợt, giọng nói đứt quãng yếu ớt, hãy tiễn tôi đi trước đi, tôi. Đúng. Tô Thần Binh nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo lại, mở miệng nói, chuyện này quan trọng, chú Thanh Y, chuẩn bị xong chưa, bây giờ tôi sẽ tiễn chú về nơi chín suối. Được. Tô Thanh Y cố gắng gật đầu một cái, hơn nữa còn dùng ánh mắt thúc giục Tô Thần Binh mau ra tay. Chờ một chút đã, còn có một thứ chắc chắn sẽ có tác dụng. Vào lúc này, Tô Kiền Khôn như nhớ ra cái gì đó, lấy một cái. Kèn Sona từ trong vòng lưu trữ ra, sau đó giải thích, thứ này là của tên nhóc Vương Phú Quý, trong khoảng thời gian cậu ấy ở núi Côn Luân, không có việc gì chỉ thích đứng ở đỉnh núi thổi kèn. Trong lúc rảnh rỗi tôi cảm thấy rất thú vị nên đã học cậu ấy, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Tô Kiền Khôn nói tiếp, khoảng 2 tháng trước, Vương Phú Quý được một ông lão đón đi, rời khỏi núi Côn Luân. Tính cách chúng tôi rất hợp nhau nên trước khi đi cậu ấy đã đưa kèn Sona cho tôi. Tôi học được mấy khúc tiễn đưa, nhưng chưa bao giờ thổi cho người khác. Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thanh Y, trịnh trọng nói, Tô Thanh Y, hai, ông và tôi quen biết đã lâu. Tôi sẽ thổi một khúc tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Vừa dứt lời, Tô Kiền Khôn liền thành thạo thổi kèn. Tiếng kèn du dương vang khắp toàn bộ nhà tù dưới đất, cảm giác bị thương buồn bã lập tức lan ra khắp nơi. Đa số người trong mật thất vốn đang vô cùng đau buồn, chẳng qua là cố nén không khóc. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng kèn, nhớ lại những điểm tốt của Tô Thanh Y, cuối cùng đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong phút chốc, tiếng khóc hòa lẫn tiếng kèn khiến trời đất cũng phải cảm động. Chú Thanh Y, vĩnh biệt. Tô Thần Binh cũng chảy nước mắt, hơi nhắm hai mắt lại, bàn tay sắp rơi xuống. Hai. Tô Thanh Y. Lúc này, Tô Thương thở dài một cái, buồn bã nói, vốn dĩ tôi còn định cứu ông, giữ mạng sống cho ông, nhưng bây giờ ai cũng muốn đưa ông đi, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Cha, ra tay đi, tốc độ nhanh một chút. Nếu không sẽ rất có lỗi với không khí đau buồn này. Ngừng. Anh vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tô Thanh Y đã đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu như không phải hai chân đã bị chém mất thì kiểu gì ông ta cũng phải nhảy cẫng lên tỏ vẻ hưng phấn. Tiểu thiếu gia, cậu vừa nói cái gì? Tô Thanh Y mong đợi nhìn Tô Thương, hỏi tôi còn có cơ hội được cứu sao? Đương nhiên rồi, đừng nói ông còn chưa chết. Cho dù là đang hấp hối, tôi cũng có thể để ông sống lại. Tô Thương tự tin trả lời, sau đó nói, nhưng mà ông xem, bây giờ bầu không khí đã trở nên như vậy rồi, ai cũng đang chuẩn bị đưa tiễn ông, cha tôi cũng sắp tiễn ông về nơi chín suối, nếu ông không thanh thản ra đi thì thật sự có lỗi với nước mắt của mọi người. Mẹ kiếp! Tô Thanh Y nôn nóng đến mức suýt văng tục, vừa rồi còn diễn cảnh sinh ly từ biệt tình thâm nghĩa nặng với cha con Tô Kiền Khôn. Nhưng bây giờ lại hung dữ trợn mắt nhìn hai người bọn họ,
hận không thể nhổ cho bọn họ mỗi người một bãi nước miếng để diễn tả tâm trạng tệ hại của mình bây giờ. Tô Thương. Tô Kiền Khôn phản ứng lại, vội vàng cất kèn đi. Vốn dĩ ông ấy đã cực kỳ lúng túng rồi, bây giờ còn lúng túng hơn, thúc giục, nếu cháu thật sự có thể cứu Tô Thanh Y thì mau ra tay đi, còn lo lắng cái gì nữa. Đúng vậy, Tô Thương, còn đùa chúng ta phải không, nhanh chóng cứu người đi, đến lúc nào rồi còn đùa cợt như vậy. Tô Thần Binh dùng cách mắng Tô Thương để hóa giải sự lúng túng của mình. Ha ha, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tô Thanh Y nằm dưới đất. Ngay sau đó, anh điều động linh khí quanh thân, bắt đầu chữa trị cho Tô Thanh Y. Đã đến mức độ này rồi, cửu chuyển hồi xuân châm đã không tác dụng gì, bởi vì Tô Thanh Y là người tu chân cảnh giới kết đan. Mà cửu chuyển hồi xuân châm chỉ có hiệu quả với người bình thường hoặc là người luyện võ cảnh giới thấp. Nhưng lúc Tô Thương là huyền thiên tiên đế đã có kiến thức rộng rãi, thậm chí còn học được tài chữa bệnh giỏi, không khó để có thể giữ được mạng sống cho Tô Thanh Y. Mười mấy phút đã trôi qua, cuối cùng Tô Thương đã ngừng lại. Trong quá trình này, tất cả mọi người ở đây đều nín thở tập trung nhìn Tô Thương bằng ánh mắt cung kính. Ha ha, nhìn lâu như vậy cũng đã đủ rồi nhỉ, đừng thậm thà thậm thụt núp nữa, đi ra gì. Lúc này Tô Thương thu tay về, dừng việc chữa trị cho Tô Thanh Y lại. Nhưng cùng lúc đó anh lại thả ra một uy thế kinh khủng, sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm không khí ở hướng 7 giờ. Nói, sao thế, cần tôi phải ra tay bắt ông ra sao? Bên trong nhà tù dưới đất, trừ đám người của núi Côn Luân ra thì vẫn còn có một người vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, giấu đi toàn bộ khí tức. Đương nhiên, làm như thế vẫn không tránh khỏi cảm giác của Tô Thương, thậm chí lúc Tô Thương còn chưa bước vào mật thất cũng đã biết người kia ở đó rồi. Chỉ là Tô Thương định cứu sống Tô Thanh Y trước, cho nên mới không định ra tay. Vừa rồi. Trong quá trình Tô Thương cứu chữa cho Tô Thanh Y, người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, nhưng anh lại không để ý đến. Bây giờ Tô Thương đã bảo vệ được Tô Thanh Y rồi, đương nhiên sẽ không giả vờ làm như không biết nữa, mà lạnh lùng mở miệng. Soạt! Lời này của Tô Thương khiến xung quanh hỗn loạn hẳn lên, mọi người đều vô cùng sợ hãi, rối rít nhìn khắp nơi. Chỉ là mười mấy giây trôi qua, từ đầu đến cuối người ẩn nấp trong bóng tối vẫn không xuất hiện. Hừ, không biết điều. Tô Thương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đánh ra một quyền, nhanh chóng tung quả đấm kinh khủng đập về hướng 7 giờ. Sức mạnh to lớn lập tức khiến xung quanh ngập khói bụi và tiếng vang động trời. Đến khi bụi mù tản đi, một lão già mặc áo màu lam xuất hiện ở hướng 7 giờ. Lão già có mái tóc bạc trắng xóa tung ra hai bên vai, trên mặt đầy nếp nhăn, trong hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương. Nhìn chằm chằm Tô Thương. Cậu phát hiện ra tôi từ bao giờ? Lão già tóc dài chất vấn. Ha ha. Tô Thương tiến lên nhìn thẳng lão già tóc dài, khinh thường cười nói, làm sao thế, ông rất tự tin với thân pháp của mình, cảm thấy tôi không nên cảm giác được sự tồn tại của ông phải không? Đúng thế. Lão già tóc dài lạnh lùng nói, nhìn khí tức của cậu thì cậu mới chỉ là trúc cơ đỉnh phong còn tôi đã đặt chân đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cậu không thể nào biết được vị trí chính xác mới đúng. Còn nữa, vì sao sức mạnh của cậu lại lớn như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi trúc cơ? Tôi cần phải trả lời ông sao? Tô Thương nhíu mày, sau đó cười lạnh nói, nếu ông nói cho tôi biết tên ông, có lẽ tôi sẽ để ông chết thoải mái chút. Hừ, đúng là nực cười. Lão già tóc dài giận dữ cười, âm trầm nói, lão phu tên là Trường Phong, đến trái đất hơn 100 năm trước. Cậu là Tô Thương sao? Ha ha ha, con cháu nhà họ Tô Tô Thương, nửa năm trước đã mở ra cải biến giới luyện võ, trên người có tháp hư không, tôi nói không sai chứ. Trường Phong lạnh nhạt nói. Không sai. Tô Thương nở một nụ cười, nói tiếp, lão già kia, ông nói tên cho tôi biết tên là để muốn được toàn thây sao? Cũng không phải. Trường Phong lắc đầu một cái, giọng lạnh như băng, tôi nói cho cậu mấy điều này chỉ để cậu biết là ai giết cậu. Lúc đến âm tào địa phủ, Diêm Vương có hỏi thì cậu cũng có thể trả lời được, đỡ phải làm cô hồn dã quỷ. Vừa dứt lời, Trường Phong không do dự mà âm trầm ra tay trong nháy mắt, linh khí quanh người rung động. Nguyên Anh sơ kỳ, vốn dĩ cậu phải là kết đan đỉnh phong, ha ha, xem ra trong khoảng thời gian này cậu cũng có tiến bộ đấy.
Tô Thương khẽ cười nói, nếu là nửa năm trước, đúng là tôi không làm gì được ông nhưng mà bây giờ. Để đánh ông thì không cần dùng hết sức. Tô Thương vừa dứt lời liền vận chuyển cửu U Trấn Ngục Quyết, chủ động tiến lên tấn công Trường Phong. Bế quan nửa năm, Tô Thương từ trúc cơ sơ kỳ bước ngang qua kết đan, nhảy một cái đến Nguyên Anh sơ kỳ. Vốn dĩ trong lúc bế quan, anh ấy cảm thấy mình cùng lắm chỉ có thể đạt đến được cảnh giới kết đan thôi, nhưng ai biết ở trong phạm vi 1 mét quanh chùm ánh sáng lại lên cấp dễ dàng như thế. Sau khi bế quan 2 tháng, Tô Thương đã đặt chân đến cảnh giới kết đan, bên trong vòng lưu trữ còn thừa rất nhiều tài nguyên tu luyện. Vì vậy, Tô Thương mới không xuất quan, mà lựa chọn tiếp tục đánh vào cảnh giới cao hơn, cuối cùng đã thành công bước lên hàng ngũ Nguyên Anh. Mà điều quỷ dị nhất chính là anh ấy đã đạt đến Nguyên Anh, nhưng lại không có lôi kiếp. Mà hơn 100 năm trước, lúc ông Cố Tô Vô Kỵ đánh vào Nguyên Anh, trên trời đã giáng lôi kiếp xuống. Cuộc chiến này chỉ kéo dài 2-3 phút đã kết thúc. Tô Thương còn không dùng vũ khí, chỉ cần Bách Thế Luân hồi quyền đã khiến Trường Phong bị thương nặng, hộc máu thoi thóp. Không đúng. Khụ. Cậu không phải trúc cơ đỉnh phong, cậu ẩn giấu cảnh giới. Cậu đã đặt chân đến Nguyên Anh rồi. Trường Phong nằm trên đất, ôm ngực hoảng sợ nói, nửa năm trước cậu mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ thôi, mới chỉ qua nửa năm ngắn ngủi mà cậu đã lên đến Nguyên Anh, thiên phú quá khủng khiếp, rốt cuộc cậu là ai? Người chắc chắn phải chết thì hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Thương lạnh lùng đáp lại, cậu, cũng bởi vì lôi kiếp đó mà Tô Vô Kỵ mới lặng lẽ mất tích, đến nay vẫn hoàn toàn không có tin tức gì. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ. Tô Thương đã từng suy đoán, có thể điều này liên quan đến cột ánh sáng bảo vệ, có thể che giấu được thiên đạo, cho nên mới không xuất hiện lôi kiếp. Nói tóm lại vào giờ phút này, Tô Thương đã là Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Đối thủ Trường Phong của anh vốn là hóa thần, hơn 100 năm trước đến trái đất chỉ giữ được cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, sau đó lại bị chém xuống kết đan, mặc dù bây giờ đã leo lên, nhưng vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thôi. Với sức chiến đấu của Tô Thương, việc đọ sức giữa các cảnh giới lớn thì đã gần như vô địch rồi, huống chi đây lại cùng ở trong một cảnh giới nhỏ. Trường Phong hơi sợ, vì để sống sót mà vội vàng nói, Tô Thương, tốt nhất cậu không nên giết tôi thấy cảnh giới mà cậu vừa để lộ ra mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Mà khoảng thời gian trước, cậu chủ nhà tôi đã bắt tay với 2 tiên đế khác, muốn đưa 10 người tu chân cảnh giới hóa thần vào trái đất. Mặc dù bọn họ tới trái đất, cảnh giới sẽ bị ảnh, nhưng vẫn sẽ có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong. Trường Phong nói tiếp, trong đó người mạnh nhất tên là Phong Khê, là con trai tôi. Chắc chắn cậu sẽ không phải là đối thủ của nó, cho nên Tôn Thương, cậu không thể giết tôi, đừng tự gây ra tai họa phiền phức cho mình. Ồ, Tô Thương nhìn Trường Phong, không ngờ người này lại có quan hệ như vậy với thiếu gia Phong Khê. Nhưng sao anh phải sợ thiếu gia Phong Khê chứ? Chẳng qua là, Tô Thương không có cách nào sử dụng bí thuật soát hồn với người cùng cảnh giới, cho nên muốn nghĩ cách biết được nhiều thông tin hơn, thế là nói, thiếu gia Phong Khê sao, đúng là tôi rất sợ anh ta, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không thể thả ông đi dễ dàng được. Như vậy đi, ông nói cho tôi biết nhiệm vụ của mấy người thiếu gia Phong Khê đến trái đất là gì, nếu ông là cha của thiếu gia Phong Khê, chắc hẳn sẽ phải biết chứ. Tô Thương lạnh lùng hỏi. Lúc trước Tô Thương giết chân nhân U Minh ở núi Côn Luân, đã biết được một vài tin tức qua lời kể của chân nhân U Minh. Trong 10 tên cao thủ hóa thần này, cũng không phải ai cũng biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên. Mà anh cũng đã thấy được điều này vào lúc Trường Phong tra hỏi Tô Thương là ai rồi. Chắc chắn thiếu gia Phong Khê kia không biết thân phận của Tô Thương, nếu không sẽ nói cho cha mình, Trường Phong cũng sẽ không hỏi danh hiệu của Tô Thương. Chuyện này, lúc này Trường Phong có vẻ do dự, ánh mắt né tránh, không trực tiếp trả lời. Hừ, Tô Thương thì hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước nói, nếu ông không chịu nói, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ tôi sẽ giết ông, sau đó sẽ trốn đi, chắc hẳn con trai ông thiếu gia Phong Khê sẽ không tìm được tôi. Trường Phong đúng không, bây giờ con trai ông là Nguyên Anh đỉnh phong, gần như là người vô địch trên trái đất này. Tô Thương nói tiếp. Hơn nữa theo tôi biết, sư phụ của ông, Viêm Long Tiên Đế không có cách nào biết được toàn bộ những chuyện xảy ra trong trái đất. Vốn dĩ cha con hai người đang sống sung sướng ở trái đất,
phải biết trái đất là nơi mà ngay cả Viêm Long Tiên Đế còn phải mong ước. Nói không chừng cha con hai người có thể lấy được cơ duyên cực lớn trên trái đất, đến lúc đó đột phá đến độ kiếp, thậm chí là có khi còn đạt được cảnh giới tiên đế cũng nên. Tô Thương dụ dỗ, chỉ cần còn nước thì sẽ còn tát, Trường Phong, hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời câu hỏi của tôi. Tô Thương, được rồi, tôi có thể nói cho cậu. Trường Phong nghe thấy vậy, lại cảm nhận được sát ý của Tô Thương, cuối cùng cắn răng nói, lần này con trai tôi Phong Khê và 9 tên cao thủ khác tới trái đất là để giết chết huyết ma. Nửa năm trước, trên núi Võ Đang xuất hiện khí tức của huyết ma, dường như kẻ đó đã sống lại, cho nên sư phụ tôi mới hợp tác với hai vị tiên đế để cùng nhau tạo ra một lỗ hổng, phái 10 tên hóa thần đến trái đất. Trường Phong nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, chuyện về huyết ma nói thì dài, kẻ đó vốn là. Tôi biết chuyện này rồi, không cần ông kể lại. Tô Thương ngắt lời, sau đó hỏi, lần này 10 tên cao thủ hóa thần đến đây có hòa thuận với nhau không? Đương nhiên rồi. Trường Phong dừng một chút, sau đó nói, bọn họ đều là cấp dưới của Viêm Long Tiên Đế, cũng không có xích mích gì với nhau. Lần này đến trái đất đã giao hẹn trước sẽ làm như thế nào rồi? Vậy sao? Tô Thương nghe vậy thì nở một nụ cười nghiền ngẫm, vậy tại sao U Minh lại đến núi Côn Luân, sau khi biết được núi Côn Luân đã bị thiếu gia Phong Khê cướp đi lại vô cùng giận dữ? Chuyện này, Trường Phong khó xử ấp úng. Lúc này, Tô Thương bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, còn dám nói dối, tôi sẽ khiến ông hồn phi phách tán. Đừng, tôi nói. Trường Phong vô cùng sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là nói, lúc đến trái đất, 10 tên hóa thần không chỉ có bị hạ cảnh giới mà còn bị thương với những mức độ khác nhau. Trong đó, chân nhân U Minh bị thương nặng nhất, cho nên đã đến gia tộc Đông Phương dưỡng thương dưới sự giúp đỡ của kiếm thần. Còn về 9 tên hóa thần khác thì chỉ cần điều tức đơn giản đã khôi phục như cũ, bắt đầu cướp bóc các ngọn núi nổi tiếng ở trái đất. Trường Phong nói tiếp, đương nhiên chân nhân U Minh rất bất mãn, vì vậy đã nói sẽ lấy núi Côn Luân để thay thế cho các ngọn núi nổi tiếng khác, chỉ có ông ta mới có thể đặt chân đến núi Côn Luân, những ngọn núi nổi tiếng khác để dành cho những người còn lại cướp đoạt. Thực lực của chân nhân U Minh được xếp vào 3 hạng đầu trong 10 người. Những người khác không muốn đắc tội chân nhân U Minh nên đã đồng ý với đề nghị của ông ta. Nói tới chỗ này, Trường Phong vô cùng tự hào phấn khích nói, nhưng con trai tôi Phong Khê là người mạnh nhất trong tất cả mọi người, đương nhiên không sợ ông ta. Từ trước đến nay núi Côn Luân luôn được người trái đất gọi là núi tiên, tinh không cổ lộ, tất cả đại trận bảo vệ đều ở trên núi Côn Luân. Lúc ấy con trai tôi chỉ giả vờ đồng ý mà thôi, chứ không coi lời hứa này ra gì. Trường Phong nói, vì vậy con trai tôi đã đến núi Côn Luân, cướp sạch núi Côn Luân. Có điều tinh không cổ lộ và đại trận bảo vệ quá mạnh mẽ võ thần bí, nó cũng không tìm ra được nguyên nhân, hơn nữa còn phải đi cướp tài nguyên của những ngọn núi nổi tiếng khác, cho nên cũng không ở lại đó quá lâu. Trường Phong nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, Tô Thương, tôi đã nói tất cả những gì nên nói cho cậu rồi, bây giờ có thể để tôi rời đi chứ? Đừng vội. Tôi còn chưa hỏi xong mà. Tô Thương mỉm cười, khẽ nói, không phải nhiệm vụ của mấy người thiếu gia Phong Khê là giết huyết ma sao, tại sao đều chiếm đoạt các ngọn núi nổi tiếng? Giết huyết ma chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ. Viêm Long Tiên Đế còn dặn dò bọn họ nắm trong tay toàn bộ trái đất, ngăn cản linh khí hồi phục, lấy điều này để ép buộc người tu chân mạnh mẽ còn ẩn nấp trong trái đất. Trường Phong không giấu giếm nữa, biết cái gì liền nói cái đó, vì để theo dõi huyết ma. Viêm Long Tiên Đế đã đưa cho một pháp khí có thể tìm được vị trí của huyết ma rất chính xác. Đã có 3 trong 10 người đi giết huyết ma rồi. Theo phán đoán của Viêm Long Tiên Đế thì nửa năm trước huyết ma đã sống lại, cho dù nửa năm trôi qua, linh khí ở trái đất rất thưa thớt, cùng lắm chỉ khôi phục lại cảnh giới Nguyên Anh, không đủ mạnh. 3 người đi giết đã là nể mặt huyết ma lắm rồi. Trường Phong nói tiếp. Mặc dù đi giết huyết ma sẽ không có cách nào phân chia các ngọn núi nổi tiếng, nhưng toàn bộ cơ thể huyết ma đều là bảo vật, 3 người kia có thể tự chia nhau, cho nên 3 người kia chỉ mong đi trước. Cả người huyết ma đều là bảo vật nghĩa là gì? Tô Thương nghi ngờ nói. Mỗi một vị cao thủ tiên đế đều cần luyện ra đế khí của mình, như vậy mới có thể đặt chân đến tiên đế. Trường Phong giải thích, thời điểm huyết ma mạnh nhất là ở cảnh giới chuẩn tiên đế, đương nhiên sẽ có đế khí. Mà con đường ông ta đi vô cùng hiếm có,
để khí của ông ta chính là thân xác, đủ để tung hoành thiên hạ. Trường Phong tiếp tục nói, ban đầu ông chủ Viêm Long Tiên Đế của tôi đã bị đánh lén, và giết hắn mới bị thương nặng. Tóm lại thân xác của huyết ma là bảo vật hiếm có trên đời, có đế uy, khiến vô số người tu chân thèm khát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.